Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông trong đường dài. Cạnh nhà neo đơn bầy em chưa đơn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn nhọc nhằn. Thôi em làm gì vậy? Chị đang hát mà em ca lên làm hết hồn hết vía à. Trời ơi, chị ơi đừng có ngồi trên cái thằng diễn năm mới được xuống. Sao chị ơi vậy? Ở đây ngồi mát lắm. Xuống liền lẹ. Không. Xuống liền. Không. Em sợ quá chị ơi. Không, ở đây ngồi mát nè, tát nước nè. Diễn có ma đó bà nội. Hả? Cái gì ghê vậy? Gì không em? Chị ơi, em nói cái gì ghê vậy? Đã bao nhiêu lâu rồi em dặn là chị không có được ngồi trên cái giếng đó. Trời, chị đây, không nghe lời nghe. Em chị không sợ sao? Em sợ quá, em sợ quá. Mặt em sợ mà sao em đơ quá vậy? Cha mẹ em sinh em ra ngay ngày rằm tháng 7, làm như cô hồn nhập em hay sao? Mặt vui mặt buồn gì cũng có một mặt, nhưng hãy nhìn vào gương mặt em hiện nay, chị biết rằng em sợ quá, em sợ quá. Em ơi. Dạ. Nó cũng có một cơ mặt hà. Ráng tưởng tượng đi. Em ơi, nhưng mà em nói cái giếng này có ma là sao vậy? Em sợ lắm. Bởi vì mày biết mày sợ rồi mày ơi. Đi qua đây. Em đã diễn tả cho chị hiểu cho câu chuyện sinh động hơn thôi mà. Nãy giờ chị muốn hỏi em để em trả lời nhanh nhanh đi. Chị đã sợ rồi mà gặp em rề rào em ngồi xuống kể chị nhanh nhanh coi. Em sẽ kể vắn tắt để chị không sợ. Đúng rồi, sao? Dạ thưa chị, cứ vào những ngày trung thu trắng tròn, những lúc lá vàng không còn một chiếc trên cành, tiếng gió rỉ rả rít bên lỗ tai heo, mưa sấm báo cùng chớp giăng trời với những ánh sáng chói lóa, ánh sáng chói lóa quanh đây. Người ơi cùng ta hát lên nào, quên lên nào. Ủa gì vậy, gì vậy? Cái gì vậy? Dạ. Trời, cái gì vậy trời? Nó đang kể rùng rợn quá mà sao tự nhiên đứng nó nhảy luôn vậy? Xin lỗi chị Mê Đông Nhi, cái con ca sĩ mới được tuyển vào cung. Em xin lỗi chị. Trời ơi, bây giờ em kể lại câu chuyện này. Rồi. Cứ vào mỗi mùa trăng rằm. Cái đó kể rồi. À vậy hả? Ừ. Em kể lại để chị hiểu rõ hơn về thời gian và không gian của câu chuyện. Rồi, kể đi. Từ dữ duyên sẽ hiện lên vài thứ không cầm nắm được, nó bay lởn vởn trong hoàng cung, rồi nó ghét con nào hay nó thích con nào nó rủ xuống ở chung với nó luôn được. Cái gì ghê vậy em? Đó, nó khiến nó chị em sợ quá, em sợ quá. Không, nhưng mà cái này là cung tiêu điều mà em. Ngày xưa nó là cung bò cạp, bây giờ nó mới là cung tiêu điều. Nhưng mà tại sao? Là tại vì gần đây có hai con tiêu phi với điều phi nó mới chết ở dưới giếng. Chị sợ không? Sợ. Em sợ quá. Sợ. Em sợ quá. Sợ quá, sợ quá. Trời, cái mặt mày không có cảm xúc luôn á. Em kể chị nghe về con tiêu phi. Sao chết vậy? Con tiêu phi ngày xưa bán bánh tiêu, hoàng hậu thấy được tuyển vào cung. Rồi sao? Sau đó vua sủng ái bởi vì nó biết làm bánh bò. Sau đó ê xí nha, thấy bị trớt trớt nha, nó bán bánh tiêu mà mắc mới gì tới bánh bò nữa vậy. Bánh tiêu bánh bò cùng một chỗ mà chị, hai cái đó phải bán kèm, khách nó mới ăn nhiều chứ chị. Ờ mà đỡ ngán, đỡ ngán. Sau đó hoàng hậu tìm cách đưa nó về cung bò cạp này, lấy một cái ca nước. Ờ có gì đâu, giếng. Trời đất ơi, thấy chưa, nó khiến gì ơi, em sợ quá, em sợ quá. Sau đó mới lấy một ca nước tạt vô mặt con nhỏ. Nó vừa mái tóc, nó bèn lẻn ra giếng, nhúng đầu xuống gội đầu. Trong lúc nó gội đầu, hoàng hậu đi ngang làm gì?
Xô hả? Không, xô thì nói làm gì? Đập từ sau lưng. Đập từ sau lưng thì nói làm gì? Vậy đạp. Đạp thì nói làm gì? Vậy chứ sao? Đi ngang hát xì cho giật mình rớt xuống giếng chơi được không? Em sợ quá, em sợ quá. Bỏ cái sợ đi, cái sợ không có cảm xúc gì hết trơn. Rồi tiếp thôi, tiếp. Con điều phi, gia đình bán hột điều. Rồi cũng đi vô đây. Rồi hoàng hậu cũng tìm cách đưa nó ra ngoài giếng, soi mặt xuống đáy giếng. Hoàng hậu đi ngang, đập tay, đập mũi, nó hết hồn, lao. Trời đất ơi, thấy chưa? Đó, khiến đó, khiến đó, em sợ kêu quá. Kêu rồi, ai da cái gì mà dính nào nùi nùi à nè. Đây nè, cái gì mà... Lấy ra. Cái gì mà nùi rồi nè. Trời ơi, mệt ghê vậy đó thiệt á. Đốt đèn với con mẹ này chắc cháy hoàng cung. Trời ơi, em đi qua đi lại hoài chi vậy? Chị cầm cái đèn phải đi mình vậy nè, thấy không? Cho nó thướt tha. Em ơi, em cầm cái đèn em đi, không có đàn ông gì hết trơn trời à. Không lẽ đốt đèn đi vậy trời. Y như gánh nước vậy trời. Thôi bỏ đi, kể tiếp câu chuyện đi. Bỏ câu chuyện cái đèn qua bên dạ, chị nha. Dạ, câu chuyện ở đây là hết. Ông chỉ muốn nghe tiếp theo á. Hết rồi. Không phải, cái tiếp theo là điều sao? Đã chết luôn rồi. Hai đứa rớt dưới, hai đứa rớt dưới. Từ ngày đó cái giếng này không ai bẻn mạng đến gần. Nói cái gì từ nãy giờ không hiểu gì hết trơn trời á đó. Trời ơi. Cái gì? Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi chị ơi. Cái gì vậy? Chị ơi. Cái gì vậy? Hả? À. Má hả? Má hả? Có một bông trắng vừa đi ngang. Bông trắng đâu? Cái gì vậy? Bông trắng đâu? Bắp lên. Hoàng hậu phải không? Chính ta đây, thành công thêm một ca nữa rồi. Hù tốt lắm, ta có lời khen, làm như vậy là rất tốt. Khen cái đầu nhà ngươi đó. Dạ. Những cái câu đó phải do ta nói mới đúng. Dạ quên, con quên, con là đầy tớ. Dạ. Hoàng hậu khen con lại đi. Làm tốt lắm, có chí khí, ta có lời khen. Con vui lắm, con vui lắm. Hoàng hậu. Hồi nãy con hù nó là dưới giếng có ma, nó sợ quá xỉu. Ta hù chứ người hù hồi nào? Thì con biết mà, những cái người phải cái mặt như thế nào hù nó mới sợ chứ. Người nói vậy là sao? Ta đã che cái mặt ta lại rồi mà nó vẫn sợ, tức là khi mà mở cái mặt ra là nó chết luôn đó. Người nói vậy là sao? Không hả phải. Ta đường đường là một hoàng hậu nghe chưa? Ý là nó sẽ sợ hoàng hậu và nó chết luôn. À, nó sợ cái thần khí của cái ta. Cái thần thái, cái sự biến thái của hoàng hậu. Cái sự thông thái của hoàng hậu. Nói hay lắm, ta có lời khen. Hoàng hậu ơi, hãy nhìn kỹ đi. Chưa có con phi tần nào ngủ xấu như nó. Cái gì ngủ hồi nào? Xỉu. Nó không xỉu, nó cũng xấu mà. Không biết tại sao, hoàng thượng nó có thể sủng ái một cái con này. Chắc là nó lạ. Tại sao nó lạ? Bởi vì nó xấu. Trời ơi, nó là Nam Phi, em của con Châu Phi, mới được tuyển vào cung. Em nghe đâu cung mình mới tuyển thêm một con nữa kìa. Tên gì? Hành Phi. Hành Phi à? Gia đình nó bán hủ tiếu Nam Giang đó. Hình như con nào tuyển vào hoàng cung cũng biết làm đồ ăn hết trơn á. Bởi vì ta mới nói tại sao lại tuyển Hành Phi. Hành Phi rất là hôi mà tại sao hoàng thượng lại sủng ái. Ôi cha, ông thích cái mùi đó hoàng hậu ơi. Rồi một thời gian nó sẽ tuyển thêm con Tỏi Phi. Thôi, nặng mùi lắm, ta không chịu đâu. Cái tên này, không, cái con này nó đã xỉu rồi. Bây giờ xử lý nó như thế nào? Trấn nước nó, giết nó, hay lột da? Lột da ngươi á. Khâu mỏ ngươi lại đấy biết chưa? Ta đang suy nghĩ, tối nay hoàng thượng không gặp được ả, hoàng thượng sẽ thắc mắc, chúng ta sẽ nói rằng ả đã bị trúng phong mà chết rồi. Cắt chỉ, mở miệng. À, không chết hả? Giờ mình lôi xác nó vô nha. Đúng rồi, rồi lôi đi rồi. Người lôi đi. Trời ơi, con gái thiệt, lâu em mới nổi nó thương không. Gái thiệt hả? Thiệt chỗ nào? Thì bên trong là sự yếu đuối. Mệt quá đi. Xác bướm hồn cô. Rồi, lôi không nổi phải không? Ta lôi cho, riết người ta có tưởng ta là con ở của nhà ngươi không à. Nói vô đi. Mà sao lôi được? Phụ ý.
Trời ơi, chán ghê vậy thiệt á. Đây, đây, hai ba, đây. Khoan sao khó vậy nè, đi nè, đây. Bây giờ mình thống nhất một hướng đi Hoàng hậu. Bây giờ hướng này đi, hướng này gần nè. Ừ, Hoàng hậu đi hướng đó nha. Ừ, rồi hai ba, con đi hướng này. Ráng đi nè, hai ba. Trời ơi, lao nhà luôn hả? Cách gì mà mình kéo cho nó đúng cái hướng chứ, giờ kéo hoài không đi gì kìa. Giờ thống nhất qua bên đây nè. Còn bên đó phải không? Ừ. Rồi làm lại nè, hai ba mình làm lại nè. Rồi nè, hai ba đi. Nặng quá vậy. Ôi ôi, cái chỗ lao nhà hiện đại quá. Trời ơi, con yêu nghiệt, ốm mà ăn cái gì mà nặng xương quá. Mệt quá. Thành công rồi. Hoàng hậu ơi, như vậy là kể từ ngày hôm nay ta nói cho người biết nha, ả nào được hoàng thượng sủng ái ta đều sẽ nhát ma để ả xỉu, và ta luôn luôn là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Thông minh, hoàng hậu thiệt là thông minh. Con vui quá, con vui quá. Ủa, ngươi vui là vậy đó hả? Cái mặt con vậy là vui hết mức rồi đó. Rồi lúc mà gia đình ngươi có chuyện buồn thì sao? Con sẽ khóc. Khóc sao? Mẹ ơi, mẹ chết rồi sao? Mẹ chết rồi sao? Đừng, mẹ đừng bỏ con mà đi. Mẹ chết rồi sao? Tại sao ngươi không chết trước mẹ ngươi đi ha? Tại vì mẹ con bị con tức mà chết. Bởi vậy ta cũng tức nữa mà. Thế nào ta cũng chết trước ngươi cho mà coi. Biết tại sao mẹ con tức không? Tại sao? Tại ba con chết cũng khóc y chang vậy đó. Bởi vậy phải chi? Giọng quen quen. Ủa? Sao cái tiếng này như ta nhớ là ta đã triệt rồi mà ta sao vẫn còn cất tiếng ở đây? Ôi, con sợ quá. Con sợ quá. Gì đâu mà sợ? Ôi, hình như có một con ma. À, con ma nhớ nhớ cái gì đó. Trời ơi, tại sao ông gậy ông đập lưng ông? Con sợ quá. Ta đi nghe con sợ quá. Sợ là bưng nhăn cái mặt. Trời ơi, chết là Lạp Bân. Nó chết chưa? Không biết. Có lẽ mà hoàng hậu làm cái gì vậy? Không biết. Cái đó sao nó chết chứ? Nó bị bệnh gì mà nó chết luôn rồi? Hình như nó bị bệnh tim. À, trời ơi. Trời ơi. Chỗ hoàng hậu. Định ra hù thôi, ai ngờ chết luôn, giờ sao? Ha, được, bây giờ cho mấy người chết luôn nha. Để ta. Mày xạo hả mày? Mày hại người, mày cha. Thổi cho ra luôn. Mệt quá, mệt quá. Trời ơi. Ái Phi. Dạ. Làm gì Ái Phi mồ hôi vã ra như tắm thế? Hoàng thượng ơi, ổng biết sao bữa nay trời nóng quá. Hoàng thượng, Hoàng thượng thấy nóng không? Chứ thần thiếp thấy nóng dữ lắm luôn á. Ra đây ngắm trăng. Nóng thì có nóng đó. Dạ, mà Hoàng thượng tới khi nào vậy Hoàng thượng? À, ta tới từ lúc nàng dùng cái mặt bàn này để lắp cái miệng giếng đó mà. Thấy hết luôn hả? Ừ. Hoàng thượng ơi, ta đang thắc mắc một điều. Nàng tướng rất là mảnh mai ha, tại sao là có đủ sức khỏe như một lực sĩ có thể khiêng nổi một cái mặt bàn nặng như vậy? Hoàng thượng ơi, thần thiếp sợ quá, cho nên cái nỗi sợ nó biến thành sức mạnh đó hoàng thượng. Ai phi sợ cái gì? Thần thiếp sợ ma. Cái gì? Hoàng thượng ơi, hoàng thượng. Ma. Đúng rồi,
rồi, ở trong cung có thần thiếp có ma đó. Hai con ma nó xuất hiện luôn, làm sợ muốn chết luôn à. Chắc có lẽ là nàng có thấy lộn hay không? Không. Chứ hậu cung làm gì có ma. Có ma thiệt mà, hồi nãy hai con ma nó mới vừa nhảy xuống giếng, thiếp sợ quá, thiếp mới lấy cái bàn á, thiếp đậy lại, thiếp không cho nó leo lên nữa, hoàng thượng ơi. Nàng nói ta không có tin. Đâu, nàng mở cái nắp ra cho ta coi coi. Đừng mà hoàng thượng, đừng có mở ra. Tại sao không? Cứu. Hoàng thượng. Tại sao là có tiếng người? Không, tiếng con ma đó. Không, nó nghe rõ ràng là tiếng rất là quen. Không đâu, tiếng con ma nó nói ai mà cứu nó bắt đi theo luôn. Không được, ta phải mở ra coi mới được. Đừng ma quan thường. Tại sao không? Không có quen đâu thiệt. Con ma nó lạ lắm, lạ quá hả? Nhiều khi con ma nó lồng tiếng được, nó giả tiếng người này người kia hoài hả? Ta không tin, ở hậu cung có ma. Quan thường. Để ta mở ra. Mở không nổi đâu, trời ơi, mở không có nổi đâu mà, nghe đi. Mở không nổi đâu. Ta không mở được, nhưng nàng có thể. Mở ra. Để lên. Dạ, em mở hả? Go. Dạ. Go. Go. Bây giờ trước cái chết thì ai cũng như ai thôi. Nhưng mà dòng một của ta vẫn hơn người ta lên trước. Ai đứa này vô gì đứa nó lên trước nè, không có chờ lại em đâu. Ta lên trước. Bé hả? Cứu thằng Thiên. Ủa? Từ từ đi, hoàng thượng tới rồi. Cứu em. Vừa cứu em. Sao cứu anh trước vậy quan thượng? Đứa nào đẹp đứa đó được cứu trước à? Anh ta đã trước. Ác mộng bước xuống lạnh lẽo. Hoàng hậu ơi, có sao không vậy hoàng hậu? Tại sao là hai người là chết dưới chết rồi đấy. Hoàng thượng, xử cho thần thiếp đi, con tiện tùy nè. Hắn ác độc lắm, hắn đã giả ma để hù dọa thiếp với lại tên Trương Hổ này á. Rồi xong rồi hả, thiếp với tên Trương Hổ sợ quá mới nhảy xuống giếng trốn, ai ngờ đâu là xém chết. Hắn còn đậy mặt giếng lại để cho thần thiếp không có lên đường nữa đó hoàng thượng à. Ai thì chuyện này có thật hay không? Hoàng thượng à, ở đây ai cho người lên tiếng? Hoàng thượng. Sao? Hoàng thượng ơi, thần thiếp xin hoàng thượng cho thần thiếp lật bài ngửa. Trời ơi, thấy chưa? Bệ hạ thấy chưa? Đã ám hại thần thiếp mà bây giờ còn cho đánh bài nữa. Trời rủ bệ hạ cho đánh bài. Đánh bài hồi nào? Tao đánh bài. Em nói. Lật bài. Ở đây ai cho ngươi lên tiếng? Đánh bài hồi nào hả? Ngươi nói là lật bài ngửa. Lật bài ngửa là ta dạch mặt nhà ngươi đó. Trời ơi, thấy chưa? Đánh bài sao còn dạch mặt thiếp nữa? Cái trời, dạch mặt à? Dạch cái gì hoàng thượng? Làm xuống. Hoàng thượng ơi, hôm nay á thần thiếp nói rõ luôn nè. Thì ra tất cả những vụ án ở trong cung này á, người nào chết, Tiêu Vi chết, Điều Vi chết, tất cả là do hoàng hậu. Cái gì? Không phải, hoàng ức quá, không phải. Hoàng hậu lúc nào cũng muốn sự sủng ái của hoàng thượng á đó, cho nên á là hại chết những cái phi tần khác ở trong cung này. Không. Có, mày nói dám nói không không? Dám nói không không? Không có gì là dối gian ở đây cả, đó là một sự thật. Đó hay chưa? Trời ơi, cái tên Trương Hổ này, người, tại sao người lại đáng đứng ra chứ hả? Hoàng thượng. Em xuống dưới giếng, mày biết là hoàng hậu ác với em như thế nào. Trời ơi, xuống dưới giếng mà đẩy người ta xuống trước hả? Em sợ quá. Em đã có dây thần kinh cảm xúc rồi. Em sợ hoàng hậu quá. Người nhanh tập được rồi. Người phải cảm ơn ta, bởi vì nhờ ta mà ngươi mới có cảm xúc lại đó. Đi, ác thù. Chưa hết đâu hoàng thượng. Cái tên này nè, cái tên này là Hai Mang. Do hoàng hậu cài qua kế bên em để mà định giết em luôn á hoàng thượng. Thương hổ. Dạ. Ngồi dậy. Đã giới tính lập lờ rồi hà mà còn Hai Mang, nó ai chịu nổi. Rồi em xỉu chứ, em mệt quá mà em ướt sũng, em lạnh lẽo, em xỉu chứ. Đứng dậy. Em đây. Hoàng thượng. Chuyện Ai Phi nói có đúng hay không? Khá sai, sai rồi. Dạ thưa hoàng thượng.
Sao? Kể từ ngày Trương Hổ theo hầu hoàng thượng tới ngày hôm nay, không dám nói dối nửa lời. Còn sao? Thật ra Tiêu Phi và Điều Phi sao? Là đều do hoàng hậu thủ tiêu. Hả? Cái gì? Sắp tới hoàng hậu còn biểu em quầm luôn Nam Phi, rồi Châu Phi, rồi Hành Phi, Tội Phi. Tất cả con nào biết nấu đồ ăn cho hoàng thượng ăn mà triệt hết. Hoàng hậu? Dạ. Tại sao hoàng hậu lại có thể giả ma giả quỷ làm loạn hậu cung vậy? Tại vì Trương Hổ xúi. Trời Trương ơi. Hổ nói là bây giờ nếu như mà hoàng hậu không làm điều đó thì thế nào hoàng hậu cũng bị đày vô lãnh cung. Cho nên là thiếp mới nghe lời của Trương Hổ, là Trương Hổ xúi thiếp làm hết. Đó không phải là một sự thật, Trương Hổ. Dạ có hổ. Có đúng hay không? Dạ đúng. Cực đầu nè, dạ đúng. Đó không phải là một sự thật. Dạ đó là một sự thật. Hoàng thượng ơi, tất cả là do hai người này hết trơn, mình chém đầu cả hai đi hoàng thượng. Thôi được. Nghĩ tình hoàng hậu cũng lo cho ta bao nhiêu năm qua. Dạ. Và cả hổ nữa. Tội chết có thể tha. Dạ. Tội sống thì không có miễn được. Dạ. Nghe ta xử đi. Dạ hoàng thượng. Bắt đầu từ ngày mai. Dạ. Hoàng hậu về tình thái giám Trương Hổ phải dùng cát lấp đầy miệng nghĩa này cho ta. Không sao, cái giếng đi cạn lắm. Cạn bao nhiêu mét vậy hoàng thượng? Chị ba, chị bảy. Giếng cạn lắm, chị ba, chị bảy. Không sao, không sao. 1000 mét thôi. Làm cây số. Cái gì? Cái giếng như vậy mà 1000 mét thì biết bao nhiêu năm thì mới lấp đầy được cái giếng đó hả hoàng thượng? Không lẽ từ đây đến cuối đời con phải lấp cát miệng giếng chung với bánh bèo này sao? Trời. Đúng như vậy. Đi liền. Hoàng Phi Hùng, tao đánh tao. Nhạc là nhạc Hoàng Phi Hùng, mày tên Hoàng Phi Hùng mắc mớ gì mày múa? Tao quên khuấy đi điều đó. Phi Hùng, Hùng, Nguyễn Phi Hùng. Ôi da, không được.
cái người ta là Nguyễn Phi Hùng, còn của mày tên là Nguyễn Phi Hùn. Mày không có chữ G. Mỗi lần đi nhậu mày xui dễ sợ. Ê ê, Hùn cái mày đi luôn à. Nghe kêu Hùn tao đi luôn là phải rồi. Không sao, mày gặp nhau là tốt rồi. Không. Cách đây 15 phút tao với mày xa vắng nhau. Bây giờ tao với mày gặp lại nhau rồi. Mừng quá. Không. Amen. Yeah. À, chú. Mày cũng vậy thôi, tao không thèm chơi mày nữa. Tao không có thằng bạn như mày. Nghĩ đi mày. Thì chơi. Đi đi. Không. Tao với mày vẫn là bạn chứ. Đúng. Mỗi lần gây lộn với mày xong hát câu này không gây lộn nữa. Đúng. Tao với mày vẫn là anh em. Phải. Nhưng mà cái quan trọng là mục đích của mình vô đây làm cái gì người ta chưa biết nè. Thì bây giờ nói nè. Người ta chưa biết mục đích mình vô đây làm cái gì hết. Mày biết không, ngày mai tao với mày thi cái cuộc thi là tiếng hát bolero. Ừ. Và bây giờ tao với mày vẫn chưa có bài thi. 4 năm đêm mà thức trắng là chưa suy nghĩ ra bài gì. Rồi có nhớ không? Nhớ rồi. Đó. Mà cái cuộc thi đó đối với chúng ta rất là quan trọng. Đúng. Tao với mày phải nhất định chiến thắng trong cuộc thi này. Bởi vì sao? Tao với mày có cùng một cảm xúc. Đúng. Chung một hoàn cảnh. Cuộc sống đô thành đã khiến em sai. Điều đó em luôn nghĩ là tương lai. Người ơi đừng nói xa vời, chỉ thêm ngậm ngùi thiên tha chôn vùi tình mồ côi. Cuộc sống đô thành chia rẽ đôi ta. Chẳng hề phôi phai, mà sao tình bỏ đi rồi. Cũng do ông trời cánh chia đôi mình, phải không em? Hay lắm, hát hay lắm. Hát hay lắm. Đúng. Hát nãy giờ người ta vẫn chưa biết mục đích mình vô đây làm cái gì. Bởi vì mày thấy không, hoàn cảnh của tao với mày, bạn gái bỏ tao với mày ra đi. Đúng. Chạy theo đồng tiền đi theo đại gia. Đúng. Tại vì sao? Nó chê tao với mày là hai thằng thợ điện nghèo, không có tiền để chăm sóc cho nó. Thôi được rồi, gái thôi mà, bỏ qua bên đi. Đúng. Không có gái không quan trọng. Đúng. Cái quan trọng là sự nghiệp của mình. Đúng. Sự nghiệp ca hát mình là sự nghiệp chiến thắng cuộc thi bolero. Đúng. Phải. Chính vì vậy tao mày phải đến nhà hát này, một nhà hát cổ cách đây 20 năm, ngay tại chỗ này đã xảy ra một vụ cháy hỏa hoạn rất là lớn. Tất cả mọi người trong rạp đều chết hết. Đều chết hết. Đặc biệt trong rạp hát này có một điều rất đáng sợ. Có một điều rất đáng sợ. Mỗi khi bước chân vào rạp hát, khán giả, khán giả sao? Toàn nghe hát thôi. Dạ, vô gặp hát, người ta coi hát là phải rồi. Không vậy lẽ vô coi đá banh. Chưa hết đâu, cái này còn đáng sợ hơn. Cái gì? Trong vụ hỏa hoạn đó, có một nhạc sĩ đã tử nạn. Một nhạc sĩ tử nạn? Mà cái nhạc sĩ đó có một biệt tài mà hiếm các nhạc sĩ khác mà có được. Có biệt tài mà hiếm các nhạc sĩ khác có được. Biệt tài gì? Biệt tài gì? Sáng tác nhạc. Sáng tác nhạc. Hình như là mày không ăn nấm, tao ăn cơm không ngon đúng không? Sao vậy? Nhạc sĩ là phải biết sáng tác nhạc, không lẽ nhạc sĩ đi ghi đề. Mày mới nên nhớ một điều, nhạc sĩ sáng tác nhạc này là nhạc sĩ sáng tác nhạc bolero rất là giỏi. Mày hiểu không? Sáng tác nhạc bolero, tao hiểu ý mày rồi. Đúng. Có nghĩa là tao với mày vô đây kiếm nhạc sĩ đó cho chính mình cái bài hát. Đúng. Bởi vì tao biết được ông ấy có rất nhiều bài hát, hiểu không? Hiểu. Ngoài bài hát cái thị trường rất là nhiều, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều rồi. Bây giờ mình phải kiếm bài hát khác, hiểu chưa? Như vậy bài của mình sẽ hay hơn. Tao hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ mày có bị điên không? Thiếu gì nhạc sĩ còn sống, mày không chịu xin, mày kiếm ông nhạc sĩ chết mày xin làm cái gì? Như vậy nó mới linh nghiệm hơn chứ. Nhưng mà bây giờ
sinh bằng cách nào? Đơn giản thôi, cầu cơ. Thấy được chứ? Chứ cầu cơ mới giúp chúng ta đạt được mục đích thôi. Ok. Không. Tại sao tự nhiên mắt mới lại xỉu chứ? Nè, cầu cơ thôi mà có gì phải xỉu chứ? À, cái này mới đáng xỉu nè. Không không, buông ra, tôi muốn xỉu. Tao cho mày chết luôn nè. Mày xỉu chứ mày xỉu tư thế ngộ nghĩnh vậy. Ủa vậy hả? Đứng dậy đi. Ủa sao vậy? Ủa hai cái thằng điên. Ủa là người khác người ta đêm khuya vô đây phá phách. Ủa là người. Ủa đất ơi. Ủa chú là ai vậy? Là con người. Hả? Trời chú y chi. Bảo vệ. Su tu su ti cu ti bảo vệ. Hả? Bảo vệ. Mày biết rồi bảo vệ. Không biết đọc tiếng Anh bạc nói thì tiếng đọc Anh. Thì đọc rồi đó. Thôi bỏ đi. Đọc tầm bậy tầm bạ mà. Ý. Ủa mà vô đây làm chi? Dạ tụi con là. Tụi con là. À! Tụi bay là bảo vệ mới vô đây. Thay tao đúng không? Dạ. Trời ơi, đúng rồi, vậy là đúng rồi. Trời ơi, tôi làm mấy chục năm trời, tự nhiên có người vô thay tôi được nghĩa hưu rồi, mừng không quá phải trời ơi. Mày mày tên gì? Con tên Hùng. Cái gì Hùng? Hoàng Phi Hùng. Ủa hay quá, cái tên võ thật quá. À. Ủa hay thiệt. Con tên gì? Con tên Hùng mà mọi người hay gọi là Hùn. Hùn hả? Dạ. Cái gì Hùn? Nguyễn Phi Hùn Hùng. Ủa hay quá, cái tên hay quá. Cái tên giống ca sĩ quá. Ca sĩ. Chú tên gì? Tao cũng giống tên tụi bay luôn. Tên gì? Tao tên Hùng. Cái gì Hùng? Thiên mệnh anh hùng. Trên đời này có người họ Thiên mệnh luôn hả? Không, tao Thiên. À, thiệt họ Thiên là con ông trời hả? Ủa chứ còn gì nữa? Chú họ Thiên thiệt mà. Ôi. Mà làm như nha, cái nhà hát này làm như có cái hu nghe trời. Ai tên Hùng cái vô đây cũng làm bảo vệ ha. Không ai được làm hơn gì nha. Ê, hát bay làm bảo vệ đi nha. Chú giao nguyên cái gian sang này cho tụi con. Vậy hả? Nguyên cái gian sang này cho tụi con. Tụi con phải nhớ phát huy nó lên. Dạ. Nha, bảo trì và phát huy nó lên. Dạ. Thấy chưa? Thấy vậy. Dạ. Trời ơi, mừng quá, gặp được tôi, chú mừng quá. Dạ. Mới vô nghề phải không? Dạ. Ừ. Chú vô nghề từ nhỏ lớn rồi. Trời ơi, gì ghê vậy? Ừ. Là chú làm bảo vệ từ nhỏ lớn luôn hả? Thiệt. Chú hồi nhỏ tôi đã đi theo ba chú vô cái đoàn hát này. Dạ. Rồi chú lớn lên cái chú được làm bảo vệ. Dạ. Chú đã chứng kiến được những cái bước thăng trầm của cái nhà hát này. Dạ, kể con nghe với chú. Hồi xưa nhà hát này đông lắm con. Dạ. Người ta vô nhà hát này nhiều lắm. Khán giả bu đen bu đỏ vậy đó. Mà bây giờ làm như khán giả giờ không có thích này sao? Không ai vô nữa. Nhất là 3 tháng hè 90 ngày đó. Họ đi phượt, đi Vũng Tàu, đi picnic. Không ai vô nhà hát này nữa. Bởi vậy mỗi năm đến hè lòng mang mát ngày qua chưa chan tình thương, ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, tà từ là hết người ơi. À. Tiếng ve nức nở. Thôi bỏ đi. Ủa sao vậy? Tao liếng cái chuyện đó là thấy cuộc đời tao nợ không à? Ờ, hay à, hay hát đi coi. Có muốn ngó hát không? Tiếng ve nước nơ. Khó hát không? Khó lắm, mấy ai làm được? Mấy ai làm được như chú? À, thôi, bây giờ vậy nè, ở đây nha. Chú giao gian sang lại cho tụi con nha. Dạ. Đây, chìa khóa đây. Còn bây đây, giờ con chú? Đây, hãy bảo trì vào phát huy. Gian sang này là của con. Chú đi nghỉ dưỡng đi. Chú đi nha. Đây, đây mà khoan nè. Khoan, hỏi cái coi. Dạ. Mùa đang mùa gì? Mùa hè. Mùa hè hả? Mà tắt đi ba ơi. Bực quá. Chú có sao không chú? Chú. Có sao không chú? Không sao. Không sao. Nguyên cái đèn, rớt trong đầu chú không trời sao? Trời ơi, nguyên cái đèn chùm nó rớt, cái nhà hát này cũ kỹ rồi, đèn chùm nó rớt hoài à. Mình vô đây mình là bảo vệ, mình phải có kỹ năng né. Dạ, chú né được hả? Né được, không mấy lần trước được, lần này rớt trúng cái đầu rồi. Vậy thì sao? Quất cái bùm trúng cái đầu. Nghĩa là sao? Phụt ra. Phụt gì? Chú đã chết rồi con à. Trời. Năm đêm hè lòng mang mát buồn. Chết rồi. Thế này chú chết rồi. Tao giỡn thôi mày thôi. Có ai chết mà khùng khùng như tao không? Gì không có chết hả?
xuống Diêm Vương cho nó xử bắn nó luôn thì. Thì sao nè? Không chưa giỡn tụi bạn thôi chứ mấy cái này là chú giỡn. Tại hồi xưa cũng có mê đóng kịch đó. Vậy hả chú? Mê diễn hề lắm à. Mà không cho. Sao vậy? Ngồi cánh gà cũng mà làm hậu đài. Ôi thương bởi quá. Bởi vậy giờ ước mơ. Nè, thực sự như nãy chú vô chú biết tụi bay không phải là bảo vệ mới đúng không? Dạ, ủa, chú biết luôn hả? Chú làm gì cái nhà hát cũ kỹ mà có bảo vệ mới, chú vẫn còn yêu nghề lắm, chú vẫn phải làm việc nhà hát này thôi. Dạ. Nhưng mà chú nói cho con nghe, thấy vậy thôi á, nhà hát này không còn sáng đèn nữa, không còn khán giả nữa. Nhưng tối nào cũng có hàng ngàn người bu đen bu đỏ xếp hàng ở ngoài trước. Con biết lại làm cái gì không? Làm cái gì? Ủa, cái chuyện rất quan trọng đó là vô đây để cầu xin ông nhạc sĩ đã tử nạn vào cái vụ án 20 năm trước. Nếu như chú nói như vậy thì họ đến đây họ xin cái gì? Họ xin rất nhiều thứ. Cái gì? Có một số người đa số là xin đề. Xin số đề? Xin gì nữa? Một số người xin nhập hộ khẩu. Xin nhập hộ khẩu? Rồi xin cái gì nữa? Một số người, cái số này mới ghê gớm, xin một cái món rất lạ luôn mà vô đây không bao giờ có người khác xin được. Xin gì? Gì? Sinh nhật. Xin... là happy birthday to you hả? Đúng rồi, đúng rồi. Sinh nhật không làm chỗ khác, làm chỗ đây chi vậy? Vậy à, ta làm chỗ đây không khí nó ma quái, nó mới có cảm giác dùng dợn, hiểu không? Trời trời, ơi, trời. Làm ở ngoài đường mấy ai được có cảm giác như bây giờ, đúng không? Trong đây mới dùng dợn. Biết rồi. Nói hoài thôi, bây giờ nè, cầu xin ông nhạc sĩ đi đi. Dạ, dạ. Ráng cầu xin bia lên một chút xíu. Dạ, bia lên, ông sẽ lên. Dạ. Đúng không? Ta đi à. Chú không ở đây với tụi con đi. Ở đây chi? Tao với ông thạc sĩ có thù mà. Sao có thù? Có tao ở đây, ông không bao giờ hiện lên đâu. Sao kỳ vậy? Hồi xưa chả cướp ghệ tao. Cướp con ghệ tao tao buồn chứ. Mà cướp ngay mùa hè mới đau. Mỗi năm đến hè lòng mang mạc. Thôi được rồi. Chú, có giận, có giận. Có giận. Có sao không vậy? Không sao, lần này chú né được. Thôi hey, nhìn phải cầu. Không còn thời gian nữa, nhanh. Thôi, lên thời đi. Hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Bây giờ cầu nha. Cái cầu nha. Ở cái bài cầu à. Hồ hồn. Hồn ai ở chốn phiêu bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Dẫu hồn ở khắp mọi nơi, rảnh rảnh qua đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Chạy rồi. Chạy rồi kìa. Cơ chạy rồi. Hay quá. Chạy chữ tờ nè. Chạy chữ tờ. Chạy chữ A. Chữ A. Chạy chữ O. Chữ O. Chạy chữ L. L. Chạy chữ A. Chữ A. Chữ L. L. Mới tào lao à. Đang cầu mà tào lao sao được. Em biết rồi, lại à. Chạy rồi. Chạy lại rồi. Chạy lại rồi. Chạy rồi. Ra chữ gì đây. Ra chữ gì đây. Ra chữ gì đây. Mày cầu hồn, cầu hồn. Mày cầu cái đàn guitar, đi dây cái đàn guitar xuất hiện kìa. Mày đi đi sao cầu đàn guitar kìa. Trời ơi. Trời ơi. Tao cầu bài thơ chứ đâu phải cầu hợp âm đâu, sao ra cái đàn. Sao đi, ê, còn cái tay của ai vậy? Mất cái đàn, mất cái tay luôn rồi. Mày đứng coi. Ý, còn cái tay nữa kìa. Đang làm cái gì vậy? Đang quắt mày kìa. Chạy vô đi, chạy vô đi. Mày đi nè, quắt cái tàu kìa, chạy vô đi. Làm sao tao chạy vô được. Quay, quay, quay. Kéo tao ra, kéo tao ra, kéo tao ra. Cái lên đó. Đó, ít nhất mày nắm tay tao chặt hết chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Không tin nè. Kéo lại. Ê. Ôi. Không. Không ơi. Không. Không ơi. Ôi. Cái gì vậy ba? Tao đang ngủ. Tao ngủ cái thằng bạn con đâu? Tao trong đó, mày không kéo nó ra, kéo tao không? Tao không ngờ luôn á, mày cứ kéo tao không kéo, mày kéo bác bảo vệ. Bảo vệ hả? Ừ. Mày nói mày những nhớ bảo vệ. Ghê, tao thích kêu kêu cái bảo vệ. Mà đã làm gì vậy? Chú ngủ ngủ chứ lóc ló gì hả? Tao kêu tụi bay chủ yếu là kêu tụi bay vô lấy cây đàn cho ra để cầu ông nhạc sĩ lên. Thì kêu chú không đem ra luôn đi. Tao làm biếng. Tao phải có quyền làm biếng chứ. Có mấy bữa rồi chú đưa ra cho tao. Kể tao mày. Tao giúp đỡ tụi bay mà. Rồi. Ông nhạc sĩ này phải có cái đàn, phải hát một bài bolero, ông mới lên. À. Cái món ông lên là lên à. Hay ha. Hiểu 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 đi cô chú à.
tao. Bởi vì cái xóm này chỉ có ba người. Người thứ nhất là tôi, là ông tổ trưởng. Người thứ hai đó chính là bà già. Dân và tiếp theo người thứ ba cũng là người cuối cùng, đó chính là ai? Đó chính là em của bà già, đó là bà Di. Dân kính thưa tất cả bà con, cái xóm này chỉ có ba người, cho nên là tụi tôi sống với nhau rất là chan hòa và yêu thương lẫn nhau. Nhờ em mới gặp hiểu coi, nhờ em đâu mới gặp hiểu coi. Bước ai, bước ai? Sáng sớm bà luôn manh đồ mèo dữ vậy? Luôn manh gì? Nè, chị nói cho em nghe nha. Chị đã nói với em rồi, Tết nhất tới nơi rồi. Phải đóng tiền cáp đầy đủ đi. Để Tết nhất còn có tivi mà coi Cười Xuyên Việt với người ta chứ. Không đóng tiền cáp, lấy tiền đi niềm răng. Đó, rồi bây giờ không có cáp mà coi Tết nhất là sao? Dành cái gì? Bà gia sĩ mà cười đó. Chúng nó cười em. Chúng nào? Mà đâu phải chúng sửa ích đâu. Chúng cũng sửa dữ dội lắm nè mà xuống cười em. Mà bây giờ sao? Mắc cười quá à. Bây giờ Tết nhất tới nơi rồi và không có tiền đóng tiền cáp, thì bây giờ em không đóng được thì chị đóng giùm em đi. Không đóng tiền cáp mà lấy tiền mua chó lưu về chi vậy? Chó đâu? Nên nè. Ủa? Trời đất ơi, cái đầu. Cái con điền răng là tôi nè. Trời ơi, quá này cũng đáng tiền. Đâu đâu? Y lấp lánh nè. Lấp lánh hả? Lấp lánh hả? Không có đánh mông bà già nghe không? Mệt hai bà mới đi. Tết nhất tới nơi còn hả cãi lộn lẫn nhau không nữa. Không có cáp coi chương trình Tết kìa. Bây giờ không có cáp coi chương trình Tết thì qua nhà tôi. Qua nhà coi có tivi. Bỏ đi cha, cha chung đường dây cáp với nhà tôi mà cha lanh quá à. Chết rồi. Nó cắt sạch luôn rồi. Ê, mà bây giờ tôi nghĩ vậy nè, Tết nhất tới nơi thì không có gì vui. Bà già, bà đứng ra bà làm gì vui tôi coi coi. Trời đất ơi. Ủa, bà già mà chú Hề nó làm cho vui. Vậy thôi bà gì, em bà già ra làm gì vui đi. Trời đất ơi, bà gì mà chú Hề nó làm cho vui. Rồi bà là ai? Tôi là bà già. Ừ, bà này là bà gì? Bà gì? Bà gì là gì? Em bà già. Ừ, mà. Bà già chỉ bà gì? Ừ, bà gì em bà già. Bà già chỉ bà gì? Ừ. Còn bà là bà gì? Bà vú. Trời ơi. Trời đất ơi trời. Trời ơi, có một cái sự lộn nhẹ ở đây. Thôi, mệt quá, bây giờ tôi nói nghe nè. Sao? Bây giờ á, hai bà làm cái này vui rồi mà tôi cũng chưa thấy vui lắm đâu. Vui không? Không. Không có vui thì tôi cũng không có vui đây nè. Sao vậy? Trời đất ơi, Tết nhất tới đây mà buồn yêu à. Vậy là Tết năm nay nhà tôi lạc mất mùa xuân rồi. Trời ơi, nhà chị lạc mất mùa xuân, chắc nhà tôi lạc trôi quá. Trời đất ơi, vậy là bây giờ tôi cũng bị lạc đề luôn rồi. Trời ơi, bà lạc đề chứ tôi lạc giới quá. Thôi đây, mệt hai bà quá. Tôi ước gì cái mùa xuân này hai bà lạc nhau luôn đi. Lạc nhất. Làm cái gì vậy? Gì vậy? Nhục. Diễn không vui hơi nhục. Nói nghe. Ba đứa mình ra nãy giờ chưa vui lắm đó nghe. Ê, nhưng có ai cứu mình không chứ để kỳ lắm nghe. Nhóm tâm tấu mà như tâm tai vậy trời. Ê, nhiều khi á tôi cúng cầu siêu luôn cũng được á. Ê, bữa nào em với chị ra ngã ba cúng không? Cái đó tâm cô. Ê, một cô nè, hai cô nè, ba cô nè. Gì vậy bà? Thấy chưa? Đàn ông mà đòi làm cô không à. Ê, tôi nói cái dòng này là cái gì không? Cái đôi tay đàn ông mà tấm lòng là của người mẹ. Mẹ không? Rồi bây giờ sao? Bây giờ quá. Tôi nói nghe nè, bây giờ mệt quá. Bây giờ muốn vui đúng không? À, vui không? Tôi biết được có một cái nhóm này. Nhóm nào? Nó nào? Ở trên xóm trên. Xóm trên ừ, sao? Hả? Ừ, nó tự nhiên tôi thấy nó bán cái gì nhiều lắm, nó kéo nguyên cái tivi này nha ha. Nó bán cái gì? Nó bán cái gì tùm lum tùm la ở đây. Ủa, bán tùm lum hả? Ừ. Có bán thân không? Cái gì vậy? Tôi mua, tôi xài. Tự nhiên nó bán thân em, sao em kỳ quá à? Bây giờ muốn mua tivi đúng không? Muốn mà mua tivi đâu có cái cáp đâu mà coi. Tôi có nghe nó nói luôn, nó có bán cái gì? À, cái đầu thu. Bây giờ lấy cái đầu thu đó gắn vô cái tivi là bà coi tivi được rồi. Thấy được hả? Ừ. Trời, hồi xưa mình coi đầu máy, giờ tụi nó coi đầu thu không? Rồi đợi đi, tôi kêu nó vô. Kêu nó vô đi. Khoan, mà kêu tụi nó vô, tụi nó phải làm cho vui mới có tiền nghe. Đúng mình rồi. Thưởng tiền cho nó rồi mình muốn ủng hộ nó nữa. Ừ. Nhất định tụi mình phải làm khó nó. Vô. Mà nắm tay nhau đi vô vậy. Nắm tay nhau cho nó tình cảm cô à. À. Dạ, hai thằng con xin được chào tất cả mọi người ở đây ạ. À.
Dạ, nhân dịp năm mới xin có một chút quý cô quý vị ở đây, dạ xuân phát tài như ý, Tết thịnh vượng an khang và đặc biệt mặt không bao giờ bị nổi tàn nhang. Trời ơi, hay quá vậy. Bán cái gì vậy? Dạ xin giới thiệu với lại cái giọng này bố bán keo diệt chuột hả? Dạ giọng tiếp thị đó cô. Vậy đó hả? Chứ bán cái gì giới thiệu rồi lên đi. Dạ không lên coi. Vui lên tết ông mà. Này ta chưa kịp nói rồi vui vui ông mới không vui. Không lên đi. Giới thiệu đi. Dạ xin trân trọng giới thiệu với mọi người ạ. Bọn con là những người mang tới niềm vui cho mọi nhà mọi người. Bọn con chính là nhân viên tiếp thị ạ. Bọn con mang tới những món đồ rẻ nhất, những món đồ tốt nhất, những món đồ đẹp nhất để phục vụ tất cả mọi người ạ. Không biết là mọi người đang cần mua cái gì ạ? Cái gì cũng cần mua hết trơn á. Dạ ở ngoài con nghe láng thoáng là đang cần mua một chiếc tivi đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tivi bọn con có tivi. Dạ xin phép bà cô. Sao bà cô? Bà ông chú đây nè. Chú nhà. Bà ông bà cô. Ông bà cô thì thôi. Quý quá mà ta nhìn nó rối cả đầu hình. Vâng, và sau đây xin mời tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng chiếc tivi của tụi con đó. Hay quá, qua bên này ngồi nè. Coi nó làm gì. Trời ơi. Ê, cái này quen quá bây. Nên mùa nào cũng TV có là phải quen chứ cô, nhà nào có tivi mà. Tivi mà lạ là sao? Cái này là cả bộ lạc coi hay sao bự dữ vậy ba? Dạ đây là chiếc tivi thông minh đúng không? Ê trời ơi, tôi vô truyền hình này. Đây là mặt sau. Dạ, mặt sau đó. Cô lại đây. Cô ơi, đi vô lại đây cô. Bà cô chưa? Đây là một chiếc tivi rất thông minh, không cần cáp, không cần dây điện. Cô có nhìn thấy gì không? Không. Cô bị mù à? Vừa lắm. Cô nhìn kỹ đi, cô nhìn thấy gì không? Thấy. Thấy gì không cô? Toàn người nổi tiếng mà không thấy à? Tao nói tao thấy mày điếc hả? Ờ, thấy hả? Tại con tưởng con vẫn là con nghĩ cô bị mù. Rồi cô thấy gì nào? Cô có thấy giám khảo xinh đẹp Kiều Anh không? Thấy con thấy. Cô có thấy vận động viên Cử Tạ Vân Sơn không? Thấy. Đó, cô có thấy trời ơi anh Dương Lâm Đồng Nai không? Không có thấy, chỉ thấy cái sóng mũi thôi. Đó. Dạ. Đây là một chiếc tivi rất thông minh. Ê, tivi thông minh là khán giả không thấy diễn viên thấy toàn khán giả không ha? Dạ đúng rồi. Rồi mình coi làm sao? Thì mình thích thì mình coi thôi đó. Bây giờ đi vô trong đây là coi. Ví dụ cô muốn anh Dương Lâm làm gì này? Mình muốn anh Dương Lâm thôi con ra điều kiện đi cho vui. Anh Dương Lâm hát một bài đi. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Yo! Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Rồi lẹ đi mấy đứa ơi. Chuyển kênh đi, chuyển kênh đi. Rồi chuyển kênh nha. TV là ngộ, nghệ sĩ. Rồi Hồng Thanh. Phan, hình như là mình có gì ngược đời rồi. Có gì ngược đời cô? Tức là cái người coi ngồi đây chỉnh kinh nào diễn viên trong đó phải diễn. Đúng rồi. Đây để em nói. TV của tụi em rất là hiện đại, những TV khác đó là sao? Là chúng ta xem TV là phải chỉnh đài. Nhưng đặc biệt TV của chúng ta là phải điều khiển được diễn viên. Dạ bây giờ cô có muốn mua TV này không ạ? Bây giờ chưa thử rồi, phải có cái gì hay chứ. Bây giờ thử quá trời rồi mà cô. Bây giờ tôi muốn coi cái TV, tôi bấm sao TV phải hát vậy? Đúng rồi. Cô bấm đi con. Chứ tự nhiên ở trong đó chọn tôi sớm chứ bắt tôi múa hoài, sao tôi múa. Tại cái này là TV thông minh mà con. Bây giờ bước vô tôi bấm. Dạ. Tin buồn nè. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Chồng cha anh chúng tôi là cụ Trần chắc chết. Sau một thời gian lâm bệnh quá nặng, sổ mũi nhức đầu, viêm mũi viêm xoang. Tuy đã được các bác sĩ trong bệnh viện thú y 113 tận tình bớt thuốc và nhận phong bì. Đổi kênh. Phim hoạt hình đi. Hoạt hình. Nàng tiên cá. Ủa Tom, Gary, bạn đi đâu vậy? Ôi, mà để xem cừu xuyên Việt. Bạn ăn uống gì chưa? Chưa. Dạ, Tom và Jenny xin chào tất cả các bạn. Chưa có được hết. Tiếp luôn, dẫn cái kênh hoạt hình. Hoạt hình tiếp phần 2. Tom ơi. Sao bạn? Mình thèm bị gỏi quá. Tí mình mua cho. Dạ, Tom và Jenny xin chào các bạn. Phần 3 luôn, phần 3 luôn.
coi tới 15 phần là thôi cô ơi, bọn con chú bán ơi, cái tivi hả? Nãy chú quảng cáo tivi bên cậu con không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đem cho con 10 cái liền nha. Cảm ơn. Trời ơi, trời ơi, mà nó làm như kẹo đem 10 cái. Trời ơi, tại đó trong nhóm tụi nó không đó chứ đâu. Tụi bay mướn người quảng vô bạn quảng bá tivi heo. Dạ không có đâu cô, người ta thích người ta mới mua một chiếc tivi thông minh như vậy, mà tại sao cô không mua là sao? Cái tivi này rồi bây giờ thì ngoài cái chức năng mà bấm đài nào nó có ứng bài đó thì bây giờ còn cái chức năng nào nữa không? Không hết chức năng rồi cô, con bán được cái tivi không lời được bao nhiêu, bây giờ vào đây cô đầy quá. Thôi bây giờ bọn con sẽ giới thiệu những sản phẩm khác. À, giới thiệu đi. Dạ. Này tạm thời mua đi, để em để vô. Dạ dạ. À, còn bán gì nữa? Rồi, nó còn ở đây mà cô. Tivi tụi con có đẩy lung ta lung tung vậy. Mày bán mà mày khó mà. Không giữ đi chứ. Thư đại thường. Cái con quỷ là kia nha, con quỷ seri nha. Tôi thấy giống cái con bạc ta lắm rồi nha. Như con thấy thì nhà mình đang chuẩn bị đón Tết đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng. À, Tết thì các cô, các chú có dùng rượu bia không ạ? Có chứ. Dạ, và sau đây là sản phẩm bia. Bia, bia mộ hả? Trời ơi, lâu quá không gặp chú nữa ơi. Đã ăn chơi tè lè đi về nhà, vợ nói là phải nghe. Vợ dặn khi đi nhậu, nhớ mua ngày món ngon về nhà. Vợ ai? Sáng sớm đi nhậu rồi, không về. Hôm nào tôi xỉn tôi về. À, vô. Nhớ đi luôn chứ quay mà về đây. Vô. Hả? Sao bia rồi chưa về? Hôm nào tôi xỉn tôi về. Uống cái bia gì lâu sẽ chảy. Bia truyền thông can, an khang thịnh vượng, mát gan bổ thận. Một người uống, hai người vui. Trời ơi, hay quá. Hay quá. Bia truyền thông can. Đó đây. Mua. Dạ, tôi không mua là em báo ông đốc tiền khác liền. Mua rồi nha cô, nói dạ, mua dạ. Một sản phẩm rồi. Để qua đây, để qua đây liền, để cho bạn cho cô. Tụi mày đưa cái này ra dễ gì không dung dám mua mày. À, cô không? Dạ. À, cô uống bia thì cô có sợ nhức đầu không ạ? Sợ. Sợ luôn. Đó, và sau đây là sản phẩm thuốc nhức đầu. Đâu? Quảng cáo sao cho đâu rồi? Trời ơi. Trời ơi. Nhức đầu không? Không nhức. Sao rồi? Nhức đầu không? Mày nhức đi. Đau không? Không nhức. Tại sao không nhức? Tại vì để uống thuốc nhức đầu, hiệu đầu lâu, còn lâu mới nhức. Còn vui hay quá, hay quá. Hay mua luôn, hay quá. Còn bia đưa đây. Còn gì nữa? 30 chai. Mua. Trời ơi, bán được 2 món phim. Còn cái gì nữa? Lộn chai rồi. Lấy lộn chai gì vậy? Trời, thuốc này ba ơi. Cô cứ coi bọn con là hàng tạp hóa đi. Rồi bán cái gì nữa không? Tết thì cô thường trưng cái hoa gì ạ? Sợi hoa mai đó, nguyên buồn đó. Đúng rồi. Hình như là bị sâu đấy. Hả? Bị sâu nè. Ủa? Mai bị sâu hả cô? Trời ơi, Tết mà cô trưng mai có sâu là xui lắm. Sao đây là hoàn toàn? Hồi nào giờ là bông chỉ có ông có đậu vô chứ có sâu không? Bông là sâu đục thân đó. Mày giỏi quá, bắt sâu đục thân. Cô có học sinh học không? Thôi vậy, ví dụ mà sâu nhiều quá có cách nào không con? Có chứ cô. Cách sao? Lên. Nửa tấu nữa hả? Vâng, mùa xuân là mùa của nỗi nhớ, là mùa của những con tim thường lén để tìm nhau, là mùa của những trái câu xanh duyên với lá trầu cùng chú rể và cô dâu trong ngày vui hạnh phúc. Mùa xuân này cho em ngày đám cưới, cho em miếng trầu thắm đỏ làn môi, để khi anh thấy em đứng em ngồi, cho anh ngắm anh nhìn no con mắt. Em gái ngày xưa nay đẹp lắm, có phải em là nàng công chúa thiên nga từ chín tầng mây rơi xuống sân nhà cho anh hạnh phúc đến một ngày em xin đám cưới mà. Kính thưa quý vị, và ngày tết là phải có đám cưới, và ngày tết phải có hoa mai đó. Hoa mai là phải có sâu, cho nên không thể thiếu thuốc trừ sâu. Sau đây là thí nghiệm của chúng tôi. Trời đất ơi, bà con thấy chưa, người còn chết huống chi là sâu. Trời đất ơi, hay quá. Công nhận cái chương trình này nhân văn nghe. Lấy mạng người ra thử nghiệm. Chú ơi, chú gì đó, ăn nước từ sau không? Đem cho con 100 chai nhanh nha. Cảm ơn. Okay. Bác lấy con nhỏ lại. Cái con đó vợ cha đời đó. Mày muốn mày tự tử hay mua 100 chai chứ? Nước thua hay mua 100 chai? Cô đang làm hành động gì vậy? Có bán kem đánh răng không? Con nhớ mặt cô rồi nha. Có bán kem đánh răng không? Mặt tao mà nhớ thì sao? Cô là... Tao là cái gì? Thị gì? Thánh chửi đúng không? Tao biết chửi đâu mà thánh gì không thánh. Nãy giờ con thấy cô chửi lắm, cô có muốn không chửi không? Muốn. Long chửi nó lấy gì nó ăn. Vô gì cái gì? Tao nói mày là cái thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật ha. Cái thứ quá trong quốc gia phá cầu. Tao nói mày là cái đó. Cái gì mà hết chửi vậy? Mút mũi ăn vô hết chửi. Tao bị hô. Thuốc gì hay vậy? Cát hô, ăn vô hết hô. Trời đất ơi.
Cô ơi, cô đẹp toàn diện, khỏi đi phẫu thuật rồi đó. Trời ơi, hay mày quá. Nha mày, thích nhất cái câu mày thứ là... gì chứ phải thứ bảy chủ nhật. Im đi. Mày ở trời mày gian ác nghe. Lên quật nó kìa, nó giữ nó kìa. Hey. Kẹo rung, uống vô rung mở bụng, xoa tan mở bụng, không còn mập nữa, dành cho Gia Bảo. Trời ơi, nó bán bổ không chừa một ai. À, bây giờ có thuốc gì cho anh bạn tôi luôn, không bán luôn đi. Có thuốc tiệt bóng không con? Không, 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 không có. Nè, chung một tim nha. Yên tâm. Chúng sanh làm chứng nãy giờ có nói câu nào? Yên tâm. Có thuốc đó là cả đời chú uống lâu rồi, hiểu không? Bây giờ có bán cái gì nữa không? Yên tâm, bây giờ nó hết món hàng nó bán. Hết hàng rồi phải không? Tôi lấy cái đồ của mình ra cho nó bán. Quảng cáo giùm tụi tôi đồ, tụi tôi nghe. Dạ, bọn con là dân chuyên nghiệp mà con lấy ra đây. Bất cứ cái gì ca ra là con quảng cáo được hết. Đây nè. Rồi, đưa nó đi. Rồi. Này cái gì vậy? Nè, quảng cáo giùm này coi. Quảng cáo giùm đi. À, này là lăn nách nè. Trời ơi, cái con thị á. Bực bội chưa kịp nói lăn nách. Ê ê, cái này là cái gì vậy? Anh nhớ lại nó mới ghê. Cái này là gì? À, nhớ rồi. Dầu gội đầu. Dầu gội đầu. Dầu gội đầu. Thích hợp với mấy cái tóc như cưng nè. Hai, ba, làm. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, là chuyên gia về phần đầu, tôi có thể khẳng định với quý vị và các bạn một điều rằng gầu hiện nay đang là một nỗi lo lắng lớn nhất của các bạn trẻ. Các bạn rất sợ rằng gầu của mình có thể bay mù mắt, các bạn đằng sau ra nhìn trộm mà chảy đầu. Nhưng vì thế các bạn không lo lắng về điều nữa, tạm thời gian đối với tài. Chúng tôi đang nghiên cứu chế tạo ra một loại sản phẩm đó chính là dầu gội đầu. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dầu gội đầu này sẽ sạch tất cả các loại gầu, sạch cả dầu mẹ lấy gầu con, còn gầu bố không ai nấu cơm cho ăn rồi chúng sẽ sạch luôn. Vâng, mua dầu gội đầu đi. Kiếm cây khác, kiếm cây khác. Kiếm cây khác. Còn cái gì nữa không? Cái gì bây giờ ta ơi? Mày quảng cáo cho tao cái lu nè coi. Tao hả? Mày quảng cáo cho tao cái này đi. Rồi mày nói sao mày nói đi. Cái lu này cô xài để làm gì vậy? Không biết nữa. Cô phải là xài làm gì cô biết con quảng cáo tao đâu. Phải làm cho nó sạch chứ để nó dơ vậy. Ngủ tư thế bị khơi bạn yếu điều mới lạ. Ngủ tư thế chiến binh bạn mạnh mẽ kiên cường. Ngủ tư thế nhạc công bạn suốt ngày năng động. Này đã có loại mới dài chưa đến 3 ly. Vừa khích cơ thể bạn. Đây khăn đa năng. Khăn đa năng ngoài chức năng là một cái khẩu trang che bụi. Nó còn có thể lau chùi được cái thùng phi rất là sạch sẽ luôn cô. Thấy nha. Tao kêu mày quảng cáo dùng cái thùng phi mà. Thì trước tiên quảng cáo thùng phi thì con phải quảng cáo. Đấy, cái này nó vệ sinh thùng phi. Dạ con muốn hỏi cô cái thùng phi này kích thước bao nhiêu ạ? Không có biết đoán đi. Trời, con xài thùng phi mà nó xài. Tao cũng cỡ cái hòm mà con. Cỡ cái hòm hả? Rồi nó dùng để đựng gì cô? Đựng nước. Dạ vâng thưa quý vị và các bạn. Nước là một... một cái gì? Một quảng gì? Cáo có lúc bị vấp chứ cô? Giặt ra về. 90% cơ thể chúng ta là nước. Vì vậy chúng ta rất cần nước. Mọi người cần nước thì phải đựng nước. À. Hãy tới với mua thùng phi này để đựng nước đi nào. Không. Oh. Ê, cái bài giang con hay, ai cũng làm được hết á. À, làm chưa có hay quá đâu. Phải có những quảng cáo nó chân thật. Cô hiểu không? Sao mặt con hoang mang quá vậy? Phải có những quảng cáo. Bây giờ con tưởng tượng là thùng xăng là con quảng cáo sao? Dạ vâng thưa quý vị và các bạn. Ai trong đời chúng ta cũng phải đi xe. Đi xe thì phải dùng xăng. Mà muốn dùng xăng thì phải lấy cái gì đựng? Lấy thùng đựng xăng. Mua thùng đựng xăng đi nào. Được chưa? Ê nói nghe. Giờ thí dụ bạn muốn bán tao mà giới thiệu tao coi. À quảng cáo bán dùm cho này coi. Leo lên rồi. Cái này không em leo lên à. Rồi. Rồi đó. Các bạn trời ơi. Ai trong số chúng ta cũng mơ ước lấy được một người phụ nữ đẹp. Nhưng đâu phải ai cũng lấy được phụ nữ đẹp. Trên đời này còn những phụ nữ xấu. Những người phụ nữ đó biết phải làm sao, biết kiếm những người ở đâu. Đây là một người phụ nữ đang trong tâm trạng buồn. Nhe răng ra đi. Nhe răng ra đi. Há mồm nhe răng ra. Trời ơi, mày điên mày. Hả? Trời mưa mà nó đổ cái nón lưỡi chai mà vẫn ướt cái mỏ. Là sao? Ê, tính ra đó là giới thiệu gì không ai mua tôi luôn á. Thì có nắng từ từ mà. Rồi giới thiệu tiếp. Minh Dự đây, ai mua không? Bây giờ đổi người khác rao đi. Con người đó nói
hoài vậy? Thôi con vô giới thiệu bán giùm cô coi. Đứa khác quảng cáo bây giờ một bà này mà từng đứa quảng cáo bà này chừng nào bán được bà này thôi. Cô mắc bán lắm rồi. Thì kính thưa quý vị, thì hôm nay hai hỗ trợ một trưng bày một sản phẩm mới. Đó là một người phụ nữ rất là đẹp gái xinh tươi. Hiện tại cô ta đang bị ế chồng. Vâng, sản phẩm là chúng em là tặng kèm thêm một mái che mưa. Dạ. Chúng ta có thể là để che mưa hàng ngày được ạ. Dạ, ai là hàng ạ? Dạ, anh trai không ạ? Dạ, hốt đi anh. Dạ. Rồi, giờ tới người khác bán, tới người khác bán. Rồi, tới người khác bán, tiếp tục. Chừng nào có người dưới mua rồi thôi. Đúng rồi. Chia tiền đều mà sao mày chậm mày. Còn quảng cáo không được á, là tao tự theo không mày miễn phí à. Rồi. Kính thưa quý vị, tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người của chúng ta một trái tim, nhưng chỉ với một nửa yêu thương. Và nhiệm vụ chúng ta phải tìm một nửa yêu thương còn lại. Mà để một nửa yêu thương đó có ý nghĩa hơn, tại sao chúng ta không tìm đến một người phụ nữ không được đẹp lắm? Bây giờ ở đây có ai mua người phụ nữ này không? Tôi mua. Tôi sẽ trả lại cho anh 500.000 nếu anh mua. Gái tôi luôn hả? Mua rồi. Trời ơi, bái bán luôn thằng bạn tao giùm luôn đi. Bạn bái bán được, quá bán chưa. Rồi rồi, để đi mày. Rồi, được rồi. Bây giờ bán rồi, còn ai mua đâu, bán luôn đi. Không ai mua đâu. Hàng này hết đát rồi chứ. Không ai mua luôn á. Ngoài bà đó. Hết gì? Hàng sử dụng. Nó nghe nè, cho tôi trở về quê hương cũ đi. Sao vậy? Hồi nãy giờ thấy tụi này nó bán cái thiệu đồ cũng hay lắm rồi. Coi bộ Tết nó vô nhà mình là vô nhà vô cửa đó. Chịu à nghe. Đồng ý là nghe. Tôi đồng ý rồi. Khoan, để tôi nói cho nghe, tôi đại diện cho hai bà này. Vô đây mà vui vậy là phải có quà có thưởng chứ. Mấy đứa chuẩn bị chưa? Trời ơi, có quà nữa hả? Có bao lì xì ngày Tết hả con? Dạt xuống. Mấy đứa chuẩn bị chưa? Ở trong đây có năm da nặng quá. Ở trong đây có 5 cái bao lì xì. Mỗi một cái bao lì xì có mệnh giá 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu và lớn nhất là 5 triệu. Trời ơi. Ai bức hên thì lấy 5 triệu. Rồi. Ừ. 5. Rồi lên, khoan. Rồi. Cái gì cũng phải từ từ, báo người mặt thì vui lên, nhúc lên đây này nè. Tiền khó, này nè. Tiền khó từ từ lắm. Mình ngồi đếm nút đi, mình nói câu gì cho vui đi được. Mày nặng ra từ từ, nặng ra từ từ. Nặng ra. Hồi hộp lên. Nặng. Số 0 rồi đó. Bao nhiêu vậy bà? Xin lỗi mọi người. Cái đầu nhọn rồi. 4 triệu đồng. 4 triệu. Hay quá. Đỡ được 3 triệu rồi. Mấy đứa hay quá. Rồi sao giải quyết đi. Rồi bây giờ nói chung là con cầm cái đó đi qua Tết qua lãnh nha con. Qua. Chứ Tết nhất đâu có ai cho rút tiền đâu con. Cầm đi xuống xuống lát vô lãnh được không? Dạ. Dạ cảm ơn. Con cảm ơn cô. Vậy là tụi mình chịu. Cảm ơn tụi con nha. Vậy là chịu nha. Dạ con thua 2.5 con về. Rồi. Vâng, xin chúc mừng cho những chàng tiếp thị kỳ tài. Dứt con, tôi lại phải nhắc lại một lần nữa. Đây là cái xóm Tam Tấu, tôi là ông già. Bên đây là bà già, còn bên kia là em bà già là bà gì? Dạ, và để nói tiếp cái phần giới thiệu rất nhạt nhẽo vừa rồi, thì tôi xin mời quý vị bà con hãy cùng nhau đón xem cái sự việc gì sẽ xảy ra tại cái xóm Tam Tấu này. Và chào mừng tiếp theo. Alo, alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alo, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dán đâu ra cái này về vậy? Trời ơi, đi mua đó. Mua hả? Trời ơi, tụi nó bán sale cuối năm nè. Trời ơi. Tụi nó bây giờ hay lắm, có cái này với cái này thôi. Ừ. Gắn cái nhạc mà Bluetooth vô là ca được rồi. Hay vậy trời. Vui lắm. Tết thì có cái còi hát vui nè. Có cái để mình chơi, mình ca hát vui. Alo. Hát lớn lên rồi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai làm cái gì mà sùm mới sáng sớm Tết nhất tới nơi à? Cái gì vậy? Em sao em ngộ quá hả? Người ta ca hát cho nó vui đầu năm chứ cái gì mà la vậy? Ủa Tết đâu phải để ca hát, là để yên tĩnh, để nghỉ ngơi. Bà nghỉ cả năm trời bà không thích hả? Tự nhiên cái Tết yên tĩnh nghỉ ngơi. Thôi đi tu đi. Tự nhiên Tết cho vui kêu yên tĩnh nghỉ ngơi. Ủa? Mới mua cái loa hả? Cái loa đó. Mua loa chi vậy? Tết nhất hát trong shop mình làm sân khấu rồi cho nó vui. Ừ. Rồi có ai biết hát đâu mà vui không vui. Trời đất ơi, ca hát cho nó vui chứ đúng không? Rồi. Giới thiệu đi, làm MC rồi đi. Rồi rồi, để tôi giới thiệu nha. Giới thiệu đi. Dân giả kính thưa tất cả bà con. Nghe, MC bị dư đó. Mình dân mình bỏ giả, giả bỏ dân đi. Dân giả là cái gì? Si gì kỳ vậy? Dân kính thưa quý vị khán giả,
Dạ. Dân gì? Hả? Không ai hỏi gì cũng dân. Dân cũng quả cũng nhà ông hả? MC mà nóng tánh quá à. MC người ta phải vững vàng lên. Bị chửi riết là quen, hiểu không? Có gì đâu mà dễ bộ. Đúng ra làm. Thôi làm chi? Hát luôn chứ làm chi? Và bây giờ tôi xin hát một ca khúc rất là sôi động. Baby say yeah. 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 Dục luôn đi. Không có nghe. Yeah yeah mà không có nghe. Đứng luôn. Tao nói rồi, cái micro để bình thường hát đi. Lắc 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 cái micro nhức đầu nó im luôn rồi. Mà đi ăn micro là nhức đầu. Chứ sao? Micro nó nhức răng thôi. Nhức răng hay không? À, ừ. Mệt quá à. Coi coi nè. Alo, alo. Ủa được rồi nè. Nghe không? Nghe. Sao chị hát nó bị tắt vậy cưng? Thì bà nạt quá, nước văng vô nghẹt cái lỗ sao nghe. Vậy em đừng có hát. Em đâu có vật cản đâu, nó văng đâu dữ lắm. Bớt soi mối hàm răng của em lại đi. Sao vậy? Em quá mệt mỏi rồi. Chứ cái hàm răng em nó có cản được nước không? Cản được sao không cản? Ở vòng cánh cung gì nước đâu có văng vô được. Trời ơi, răng em như sinh hấu cầu vòng với em. Trời đất ơi. Trời ơi. Thì chỉ cánh cung nước đâu văng được micro vô ướt áo bà hết rồi. Bây giờ có thể bây giờ khai thác hàm răng. Những cái sao đừng nói tới nó nữa. Không nói tới nó không có vui. Làm rồi. Làm ơn phải biết sáng tạo đi chứ. Không thích nữa. Thôi 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 mệt mấy bà quá. Giờ ca nhất tới nơi nè. Giờ vô quảng cáo ca, nha. Tôi ca. Em gái tôi sẽ ca một ca khúc sôi động. Vô. Vô. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai. Vẫn là con trai cũng chưa yêu ai một lần nào. Mình đang vô đây. Con điên à? Sao vậy? Cái phận làm gái yêu ai, cái phận làm trai cũng yêu ai luôn à? Chứ sao? Hát cái gì tầm bậy tầm ba, hát chế lời bậy bạ gì? Chỉ hát đúng là hát sao bà hát thôi. Hát cái gì cũng chịu hết á. Cái gì cũng được chứ để tôi làm cho. Thôi làm chi nữa, bây giờ kêu ai vô làm đi, tụi mình làm nó có ra cái gì hết trơn. Nhưng mà bây giờ Tết nhất phải chơi cái gì? Chơi cái gì đi chơi. Ơi, cái trò gì mà Tết nhất ông bà già trẻ lớn bé ngồi xếp bàn xuống đất kìa nè, mà lấy mấy cái tờ à, lô gì? Lô đề hả? Tụi mày bắt bà giờ ra. Chứ chơi gì? Lô hội. Ủa là lấy da đam quăng vô mặt nhau chơi vậy đó hả? Không, lô hội là khi có hội chơi lô tô á. Ai chơi lô tô? Lô tô. Ê, mà chơi lô tô là sao? Chơi sao? Lô tô là ơi mà chơi lô tô nó cũng buồn chán lắm nghe, tự nhiên cái hả móc ra 32 ca kinh 45 kinh 67 kinh chưa kinh tôi ngủ rồi. Lấy nguyên bình hồng dưa ra đặt lấy ăn hết bình hồng dưa chưa kinh luôn. Kêu lô tô này đó muốn vui á là phải có người mà em cũng chơi không có được nữa. Em để trong Google là pạc không biết chỗ nào kinh luôn. Thôi mệt quá. Rồi bây giờ dìm nhau đủ chưa? Chị em không thích ghẹo nhau chơi vậy mà. Không có vui luôn á. Cái gì bây giờ nè. Kêu lô tô nó con số ra. Trước đó phải hát mấy câu nó mới sơ. Không biết hát không? Tôi nói nghe nè, bây giờ tôi biết cái một cái nhóm này. Ở đâu nữa? Ở trên xóm trên. Ở xóm ngộ ha, mấy người tài ở trên xóm trên không à ha. Cái xóm này quái cũng dị dở không à. Ừ, tại vì nó quy định vậy á. Kỳ quá ha. Ở trên xóm trên mới có người hiểu không? À. Bây giờ cái nhóm nó nhỏ vậy nè. Mà tôi nghe nó hát lô tô vui dữ lắm. Hả không? Nó dễ thương, nó đáng yêu dữ lắm. Dạ, hát. Bây giờ kêu nó vô đây đi. Kêu vô đây thì nó hát vui, mình cho nó tiền lì xì. Đúng rồi. Nó bao lì xì nhiều lắm. Ờ, kêu mà nha. Mình vô đây là mình phải là họ nó. Vô. Đó báo vô rồi kìa. Ủa em nghe ai mới điện thoại lên kêu đàn lô tô tụi nhỏ. Ở đây hả? Trời đất ơi mừng quá, Tết nhất tụi nó đang ế xô. Ta cần cái chỗ mà làm kiếm tiền. Tiền ăn Tết. Rồi kêu vô đi. Kêu lô tô được không? Kêu vô. Mấy đứa. Dạ. Vô. Đã quá lâu rồi tay xôi. Không được chắc này ai theo. Đi đâu cũng chỉ một mình. Không khác gì cây hoa héo. Xuân hạ thu đông trôi qua. Mùa nào cũng không ai theo. Không phải tôi không cố gắng. Hát lô tô đi đánh giặc vậy? Tôi đông quá vậy trời. Trời ơi, có tiền đâu trả ba? Không trả một cục thôi. Bây giờ nguyên đoàn này chỉ cần một số tiền duy nhất thôi. Cho một đứa một thôi. Đỡ tốn tiền. Không có, đừng có nói vậy. Còn mấy đứa nữa, tự nhiên vô hát bài đó vậy? Trời ơi, con đi đâu con diễn show gì thì con cũng phải biết được nắm cái rõ cái hoàn cảnh quy định của những người ở đó. Đến bắt người này ế chổng ế chê, mày hát bài ế vô chết người ta. Trời ơi. Đúng rồi. Forever, forever long. Forever, 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 forever long. Đánh đi. Hát gì Tết nhất bắt
đi lũng lon không à. Không, hát cái, gì vậy? Mày hát bài nào tao có chậm coi. Hát cái gì lũng lon, cái lũng lon là gì vậy? Dạ, cái đó là Forever Alone, có nghĩa là cô đơn á chú. Đâu bây giờ kêu đi, sao mà bóc lô tô vô kêu. Đi, kêu số đi. Bây giờ chuẩn bị à, kêu lô tô, lấy đồ nghề ra, Dạ, dạ, dạ. Ngồi coi, có phát giấy rồi không? Có luôn cho bà nè, cho bà cái ghế nè. Cho mượn cái loa luôn. Cho hát đi. Dạ, dạ, cái micro nè, con. Rồi kêu đi. Rồi kêu đi. Đưa cái con số coi. Đưa cái giấy dò đi. Đưa cái giấy dò đó. Rồi giấy dò, Có phát ở dưới luôn không? Phát dạ, luôn. Phát luôn. Đi đâu mà dội mà vàng mà dắt phải đám mà hoàng phải dây dừng chân đứng lại ở đây mua một tấm vé chứ có 3.000 3.000 một tấm vé vô luôn mà con. Ủa, bác ơi. À? Vô mời chị luôn. Mời anh luôn. Nó nghe nó nghe. Con đầu sủ sủ đó đâu nó vô đòn hồi nào vậy? Trời ơi, mặc đồ cùng màu, đâu dính mà, luôn mà, đạo đâu mà sủ dữ vậy ba. Rồi dính, dính đạo nào tôi đó. Đi đứa ơi. Chân tờ. Rồi kêu đi. Rồi kêu đi, Rồi kêu đi. Rồi, rồi, chuẩn bị mấy đứa ơi. Vô. Vô. Vô lại, vô. Vô lại, vô. Chị nào đâu nè, bỏ tay. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Con 53, con 53. 53. 46. Con số gì đây, số gì đây. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Mà anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào? Con nè, nó nghe nè, lấy cái đồ vô, lấy đồ nghề mình gõ đi cho nó lẹ. Đi, lấy đồ nghề đó. Rồi chơi, chơi luôn đi. Lấy đồ nghề ra gõ lẹ lên kêu. Ủa mày lẹ đi, tao kinh sổ bây giờ à. Lẹ lên nè, chuẩn bị nè. Vô lại nè. Cái này có cái nhạc lô tô nó mới sơm á. Vô. Bốn gì đây con, bốn gì đây con, bốn gì đây. Bốn gì đây. Bốn gì đây, bốn gì đây. Tề thiên đại thánh đại náo thiên cung. Đúng rồi. Quỷ đức dây thùng tuột quần trái chú là con số 4. Con số 4. Tao kêu 46, nó kêu số 4. Ôi 4, 16. Tới đứa khác ra đây. 46 coi. Vô kia con 46. Số gì đây, số gì đây. Nhắm mắt mơ màng anh không muốn tiền mà cho ông nói đầu này. Vậy chứ bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mong lúc đưa một trận đùa. Anh đưa tay lúc nữa thôi. Chắc ai bây giờ đây. Chúng ta không cùng về nhau. 46. Trời ơi, chúc mừng tụi con có thể loại mà tụng kinh bằng lô tô nữa. Hay quá ha. Nghe cứ muốn sám hối liền mày ơi. Sao? Hay quá, kêu tiếp đi. Thôi bây giờ nè, bây giờ tôi nói gì nè, bây giờ cho nó hát cái bài nó nghỉ đi. Bây giờ tôi không muốn hát gì, tôi hát đi. Miễn có số thôi. Miễn có số thôi. Hát đi, nhạc lên. Số gì đây con, số gì đây, số gì đây. Số gì đây con, số gì đây, số gì đây. Từ Bắc vô Nam nổi lại chiến xa, ta đi vòng tay lớp ai để nối sơn hà. Từ Bắc vô Nam này là vui đẹp, ngóng ngóng như báo tố quay cuồng trời đầu. Bàn tay ta nắm nối lên một vòng Việt Nam. Còn số 8, còn số 8. Hóa vô, tiếp tục. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Vô. Số gì đây, số gì đây. Vô. Còn số 9. Trời ơi. Còn số 9 là. Số gì đây con, số gì đây con, số gì đây. Số gì đây. 10, 15, 20, 30, vừa đúng 30 số, 30 số, 30. Tao hát chưa, tao hát chưa. Vô. Ý dọc, ý dọc. Số 1. Tôi hát đây, tôi hát, tôi hát vậy, tôi người hát. Còn mấy gì ra, còn mấy gì ra, còn số 3. Quánh ra đây, quánh ra đây. Trời ơi, hát cái gì kỳ cục vậy? Hát vậy cũng phải đặt làm lễ để dung.
Bây giờ có dò không? Ai chính chưa? Chưa đâu mới lại kênh hết đâu. Bây giờ hai số gì đây? Số gì đây? Số gì đây? Con số gì đây? Tấm thiệp mời trên bàn, tên dáng địa điểm rõ ràng, là một đám mọi người trong làng. Ngồi từ cũng dường thấy hoàng mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Hãy coi cho cái tới và chè đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phục, mà lòng cay cay cay. Con số 7, con số 7, con số 7. Số gì đây, số gì đây, con số gì đây?
Mọi người ơi, biết chuyện gì chưa? Chị Kiều Anh biết chuyện gì chưa? Anh Dương Sơn biết chuyện gì chưa? Chị biết chuyện gì chưa? Thực ra tôi xuất hiện trước cho khác với số đầu thì có gì trơn trọi. Dạ, dạ cảm ơn bà chị đã làm thay đổi mà không vui lắm nha bà chị. Nó nghe nè. Vậy thầy mới đâm toàn nhát nữa đó. Để người ta giới thiệu cho nhân vật. Dạ dân, dạ chào mừng tất cả mọi người đến với cái xóm này. Dạ tôi là ông già, đây là bà dì em bà già. Và bà già là bên này. Rồi có chuyện gì nói tiếp đi quý vị. Năm mới mà buồn quá à. Sao buồn nữa? Năm nào Tết đến xuân về, mở mắt ra, có dọn mâm bánh mứt ra ăn, xong rồi bánh chưng, bánh tét ăn ngập mặt cho qua cái Tết ngày này tháng nọ. Ít ra Tết tới là nhà cửa phải thay đổi trang hoàng chút xíu, hiểu không? Ê, bây giờ tôi muốn học thêm mấy cái nhà tri thức đó, năm mới cái tiện treo mấy câu liễn, câu đối cho mình nhẹ hên lên, hiểu không? Đúng rồi. Mà ngặt nổi không có biết viết sao cho hay. Ê, ê, để tôi cho bà mấy chữ nha. Chữ gì? Minh dự. Gió bất về, xác xơ những bụi. Tết nhất ra thằng đó nghiệp chướng cả nhà, nghe không? Có ai giúp tôi viết chữ không nè? Có ai giúp bả không kìa? Tôi! Trời trời, đỡ ché cái tâm liệt của nhà tôi là trời hả? Trời ơi trời, tâm ai chơi kỳ... Tâm liệt tết nhất của tôi treo lên mà ai xé mất tiêu qua tâm liệt bốn chữ của tôi nè. Trời ơi, ai chơi kỳ vậy? Bà diễn xạo vừa vừa có chữ nào đâu mà xé không biết. Mày ngu quá à! Mày phải nhìn! Mình phải nhìn bằng cái tận trái tim mình, à, mình tức mới là thấy chữ. Tình tâm mới thấy chữ hả? Ừ, hay em quá. Ở trường người ta có dạy đơn nguyên tưởng tượng đó em. Dạ hả? Rồi, được rồi, bây giờ bốn cái chữ của bà là chữ chị gì nói vậy? Chuyện mà không ai hiểu hết trơn. Đơn nguyên tưởng tượng. Kệ chị. Thôi giờ được. Nó nghe này, viết chữ gì mà tiếc nuối dữ 4 vậy? Bốn cái chữ, chữ gì? Một lát nữa mới viết, làm treo lên. Chữ gì? Mà nó rách rồi. Chữ gì? See you again. Tết mà viết chữ gì kỳ cục vậy bà? Thì đó, see you again. Xé lần này xài lại lần sau quá bà nội. Ủa chứ cái chữ đó là không phải lộn rồi, cái chữ đó là cái gì? See you again đó là bà tính treo ở đâu? Tôi tính treo trong nhà mà lộn phải chữ đó. Chữ gì? See you again là treo đít xe. Ừ, xe đụng mà chết à. Ủa chứ cái chữ đó đâu phải là xin đừng hôn em hả? Hey, see you again kêu đít xe là đụng tôi nửa đi đó bà. Trời đất ơi. Trời ơi vậy? Tết nhất hai bà nói chuyện gì đâu đụng này kia nọ không à? Có cái chữ nào Tết để viết lên cho đẹp không? Cho bà mấy chữ đi kìa. À, bốn chữ hả? Chữ gì? Bà già bị mập. Chị cũng viết bốn chữ tặng qua nhà em. Chữ gì? Mập đè răng hô. Tôi cũng đối lại bà. Chữ gì? Răng hô cặp mập. Cặp đi, cặp đi. Thưa cặp đi, 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 đưa cặp lần nữa coi. Ủa sao dài quá vậy? Có bốn chữ à? Mày ráng lắm, mày khoái làm tùm lum lắm. Hai bà nha, thiệt luôn á. Bốn chữ thôi. Bốn chữ hả? Thôi bây giờ mình đề bốn chữ cho ba đứa mình luôn đi. Chữ gì? Nói hoài hồi nhây. Đó, đúng rồi ha. Được. Nhây lắm. Thôi bây giờ này vô thẳng vấn đề đi. Ừ. Bây giờ bà muốn là kiếm ai để viết mấy cái chữ này cho bà đúng không? Thì kiếm ai đó mấy... Tôi có luôn đó. Trên sấm trên luôn đó phải không? Biết hay vậy. Biết hết á. Mấy người giỏi giỏi lên sấm trên ở hết. Bà cụ anh Kim Sơn mua nhà trên sấm trên hết bà không? Gì vậy? Ừ, con sớm này ba mưu tin mình ở thôi. Ừ, đúng bây rồi. Giờ còn rồi. Ai vô đây chơi ha, buồn có. Quá. Tôi biết được cái nhóm ở nhà mà đặc biệt biết nhóm viết chữ không? Biết chứ. Nghe nói nó giỏi lắm. Thư giỏi pháp. Chữ nghĩa phải không? Rất giỏi chữ nghĩa. Thư pháp ăn nói lưu loát nha. Trời ơi cái nhóm này toàn đàn ông không? Vậy đó hả? Ừ. Sao ông nói cái chữ toàn đàn ông không mà cái mặt ông có vẻ thích quá vậy? Cái nét ngộ là toàn đàn ông không mà con mắt chớp chớp long lanh. Ừ, nha toàn đàn ông không à. Kiểu vậy đó. Rồi, để bà vô đi hả? Thôi hiểu rồi ông đàn ông, đàn ông mặc áo hồng, đàn ông kêu vô đi. Kêu đi vô đây. À, sao mày biết? Ủa hey, đi vô. Yeah. Yes, sao mày biết? Ok. Ê, hey, xí xí. Ủa, chân chương mà sao có xách cái lo kéo kéo vô nữa? Ê, hey, yeah. Đi ăn Tết thì đi chém lộn. Chém lưỡi liềm chi vậy con? Không có, tại vì hết động cụ lấy có này vui vui lấy đại thôi. Vui quá. Còn dạ. Mấy người có biết văn chương thơ ca thi phú rồi không? Trời, văn chương là một bụng. Vậy đó hả? Văn chương nhìn bụng là biết có văn chương liền. Trời, văn chương biết chút xíu thôi. Ờ, tao văn chương dữ lắm. Dạ.
Bây giờ có chuyện gì mà kêu réo tụi con dữ vậy? Bây giờ nhà tụi tôi á muốn có câu đố rồi văn chương Tết. À câu đố văn chương. Mấy người có biết làm câu đố làm thơ làm văn rồi cho vui rồi ha. Trời ơi, tưởng đâu gì văn chương đúng không? Vui vẻ đúng không? Vui vẻ thôi. Vui vẻ hả? Mà sao đầu năm đầu tháng đi đâu ra đường mà trời mối chê tao quá vậy? Mai là nhà tao không có buôn bán, tao buôn bán tao đốt phong long rồi. Sao chè mo chê? Ê, tôi nó giống cái ổ khóa. Trời ơi hai đứa mày trời xanh một cảm. Y chang cái ổ khóa luôn trời. Bà thiếu gì? Ê, có tức phu thề ghê. Nó chém một cái mà luôn á. Đúng à. Rồi bây giờ nè, thử thách trước đi. Thử thách đi. Bà trước đi. Bà thử thách phu thê bà trước đi. Bà thử thách đi. Thử đi. Thử còn sao. Đúng, năm nay nhiêu tuổi thế? Nói thiệt á, tao nhìn mặt bà tao cũng ngượng miệng tao lắm. Đã ngoài 40 rồi con. Ngoài 40 rồi em. Ngoài 40. Hay. Nhìn gì hay. Có gì hay đó à. Em bây giờ nè, nói chung là già rồi. Xúc luôn rồi kìa đó. Dạ rồi, lẩm cẩm, không có nhiều chữ nghĩa. Giờ muốn treo câu đối ý nghĩa treo lên tường nhà cho hên. À bây giờ là muốn có ý nghĩa câu đối là treo lên tường đúng không? Ừ. Sở thích của thiếm là cái gì? Thích hả? Thích ăn kem. Thích ăn cà lem kem chuối đúng không? Ừ. Ăn cà lem kem chuối là mình sẽ ghi cái câu gì trong đây ta? Suy nghĩ. Cà lem kem chuối. Kem chuối, suy nghĩ đi. Cà lem kem chuối là đúng 4 chữ rồi đó. Muốn ghi mấy chữ nè? Cái gì đó đi. Bây giờ nè, thôi bây giờ chạy cho dễ nè. Bây giờ thôi, bây giờ á. Sao cho dễ đi nè. Cho dễ nè, tự suy nghĩ lâu lắm mất thời giờ. Bây giờ bà già sẽ cho ra một cái câu lục bát. Vậy như là cho câu 6 chữ, mấy người đó lại câu 8 chữ in vô. Lục bát. Rồi, thử đi. Gọi là điền vào chỗ trống cho vui đó. Điền cho vui nè. Nè, là mấy người điền, một tôi điền thử thách tôi dữ vậy. Trời ơi, nguy hiểm lắm nghe. Rồi bây giờ nè, thí dụ là câu 6 chữ này coi vậy nè. Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn chấm chấm cho vui. Một người làm thôi, ông này làm, ông này làm. Ba người kia không có được nói. Nhắc lại, Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn chấm chấm cho vui. Mà mình nói cái văn nào đi đó đừng hổ thẹn hàm răng mới làm của mình. Biết rồi. Nè, thể hiện nào. Thể hiện mình là anh lớn của nhóm nào. Đi. Anh lớn được chết trước đó. Đi, để coi. Sao? Tết này tôi thấy hơi buồn. Cho nên tôi muốn á. Ứ vô là dư chữ. Nhường chơi. Vậy nói vậy. Ý của anh lớn tôi nói là đọc lại tôi nói cho nghe. Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn nghỉ chơi. Đó. Cái gì? Cái gì không có nghe. Tròn dành rõ chữ đi. Cho nên tôi muốn bắt chuồng chuồng chơi. Trời ơi, cái câu người ta dễ quá. Sao không nói? Tại vì ngại cái miệng hàm răng thôi. Cái hàm răng gì mới làm sao mấy triệu mà nói không được cái gì. Tiếp câu. Dạ còn câu nữa nè. Câu gì nè? Bạn đố đi. Tính tới bạn này. Sao hàng đi. Phải đố thử đi coi sao nè. Nè. Đêm qua nằm ngủ một mình, nửa đêm bỗng thấy rung rinh trong quần. Hả? Chưa hết. Thò tay bóp bóp cái quần. Trời ơi. Hú hồn. Chấm chấm. Trong quần nó rung. Trời ơi, cái này dễ chết lắm nè. Suy nghĩ biết không? Nói lại từ câu đi nè. Đêm qua nằm ngủ một mình. Nửa đêm bỗng thấy rung rinh trong quần. Thò tay bóp bóp cái quần. Hú hồn. Chấm chấm. Trong quần nó rung. Thò tay bóp bóp cái quần. Hú hồn. Điện thoại trong quần nó rung. Yeah. Trời ơi. Sí.
Tôi nghĩ hai người này chắc có đi tấu lén với nhau rồi. Cho nên thơ này là dễ biết quá à. Bây giờ tôi cho tới tôi đố lại được không? Đâu có được. Đó ra đây đi, đi đố lại đi. Đố lại đi, đố lại đi. Đố câu nào được. Đây đây biết nè. Quyết định là tấu luôn hả? Tấu luôn hả? Đây là tấu luôn. Có nghĩa là bây giờ là thể thể thơ là có nghĩa là 6 8 đúng không? Là trên 6 dưới 8 đúng không? Ừ. Đố nè. Đó 6. 1 2 3 4 5 6. Ở dưới là gì? Mấy cái gì? Ê, nói thơ hay là toán học vậy con? Biết sao có 6 dần nữa chứ. Rồi bây giờ chơi luôn nè. Đừng có 7 8 9 10 nha. Không hề. Đúng rồi. 1 2 3 4 5 6. Đứa nào hỏi số, tao xách dao chém liền. Hay quá. Hay. Trời ơi. Tôi cảm thấy là có cái mùi tấu tấu ở đâu đây nè. Cái gì mà bây giờ tới đổi người, người đi, đổi người đi. Tới bà đi. Tới người khác đi. Rồi tới con gì? Rồi ra đây. Nói giùm tôi 3 lần, nói nhanh 3 lần. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, nói nhanh 3 lần. Hộp dịch luộc rồi lộn. Hộp dịch luộc rồi lộn. Từ từ. Nói đi. Hộp dịch luộc rồi lộn. Rồi lại tiếp. Nói nhanh 3 lần. Cái câu gì vậy? Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, luộc rồi lộn, lộn rồi luộc. Hay da cẩn thận. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, luộc rồi lộn, lộn rồi luộc. 3 lần 3. 3 lần đó. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, luộc rồi lộn, lộn rồi luộc. Em biết luôn, em biết là ở đây là anh được ưu ái nhất. Có. Mấy con là dễ lắm. Dễ không? Dễ không? Giờ nói nhanh 6 lần nha. 6 lần nữa. Wow. Rồi. Mặt mập, mặt mập, mọc một mục bụng. Mặt mập, mọc một mục bụng. 6 lần nhanh. Mặt mập, mọc một mục bụng. Mụn, 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 ba lần. Mặt, 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 mụn, mụn, mụn. Trời ơi, mụn, 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 mụn. Mặt, 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 mụn, mụn, mụn. Mặt, 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 mụn. Mặt mọc cái gì, mặt mọc cái gì? Đi đây đến nè. Mặt mọc cái mụn, mụn, mụn. Nói từ từ, nói đàng hoàng, chọn dành đổi chữ. Mặt, 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 mụn, mụn. Hả, nhanh lên. Mặt, 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 hai mụn, mụn. Tới mọc mọc ba một muộn. Tới bà ra câu tiếp đi. Mọc bốn một muộn. Được rồi, tới dễ quá. Nhanh lên, nó tiếp đi. Thôi, dễ quá. Giờ cái gì nữa? Giờ thí dụ mà gặp nhau rồi. Ta đang cái tướng phu thê. Thằng này làm như có được cấp bằng chứ con. Tham lấy máy bay vậy. Được hết á, khó thiếu được hết à. Giờ con gặp bà làm chi? Bà đâu có chuyện gì để nói với con đâu. Ủa vậy kéo qua làm chi? Ai số qua kéo? Ai số qua đẩy nó đố đại đi. Bây giờ nè ông nè, ông có đôi gì đói tao bây không? Giờ nè đố với chú nha con. Dạ chú. Bây giờ chú nói ra một cái là phải đố liền nha. Khó quá vậy. Thì nó có cho suy nghĩ không? Không. Rồi bây giờ chú nói bốn chữ là phải đố liền nha. Đối với lại chúc mừng năm mới là gì? Giả sử như ý. Tiếp giả sử như ý là gì? Chúc mừng năm mới. Bảy một câu khác bốn chữ. Nhanh lên. Giả sử nha. Cái gì vậy? Cha thì nói bạn không ăn thịt dược. Ăn thịt dược. Ăn thịt dược. Tiếp. Cái gì nó lại? Ăn thịt dược là gì nữa? Xin lỗi mình tử. Xin lỗi. Đứng lại. Đứng lại. Hôm nay tết chứ. Mày nói cái gì mà giống kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy mày? Nói lại cái gì mà bệnh tử không có được mấy cái vụ đó. Thôi nói lại coi nè. Ăn hàng thịnh dưỡng là cái gì? Ăn thịnh dưỡng, ăn thịnh dưỡng, ăn thịnh dưỡng gì là vui vẻ cả năm. Chị có đơn giản. Vui vẻ cả năm đơn giản. Nhìn lên. Con không biết chữ. Con à, nó biết chữ. Được rồi. Được rồi. Được rồi. Trời ơi. Liêu liêu nghe. Liêu liêu. Ok rồi. Nó nghe nè. Bây giờ tự nhiên năm mới Tết đến á. Năm nào mấy đứa nhỏ ào vô nhà mấy bà già này cũng cúc. Dạ chưa chúc bà sống lâu trăm tuổi. Dạ tự nhiên sống lâu trăm tuổi. Dạ tự bây giờ á, con chúc nguyên một bài thơ bằng chữ em đờ hết. Chữ gì? Chữ đờ. Chữ đờ. Nguyên bài thơ dài bằng chữ đê. Không, bây giờ khó quá. Thử ta đi, khó cái gì. Phu thê ở bên dưới vậy. Bình chồng bình. Mấy bên bà. Hai cái mỏ đưa vô như cái bát mà quách quật mà nó ok nó chứ mà bát mà nó rối. Cái gì vậy? Nói cái gì vậy bà? Đi vô luôn. Đóng cửa trước rồi. Trước rồi. Đóng cửa trước rồi. Trời ơi. Hoàng chị là dắt. Ủa? Nói. Đời mà. Lúc viên, lúc viên, lúc vượt, lúc này vượt nè. Nói nghe nè. Năm nào mới đưa giỏi vô nhà. Còn mấy câu chúc quen thuộc à. Chúc mừng năm mới rồi vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi. Bà sáng đi tác luôn rồi. Kệ bà. Nói tiếp đi. Vậy nói vậy nói đi. Sáng tác câu chúc nào mới mới chứ. Chứ mấy câu nghe hoài. Hả? Có chúc mới mới độc đáo chứ đi. Có chúc mới mới độc đáo.
Chứ năm nào nghe cũng mấy câu đó chén không muốn đưa tiền lì xì luôn. Chút câu mới đi. Câu mới kìa, suy nghĩ đi, phải tâm trí nó sôi nổi lên chứ. Chờ thí dụ chúc bà này đi, chúc bà đi, chúc bà này đi. Chúc tao chi? Chúc bà đi, giả bộ bà làm bà già đi. Chúc bà đi con. Chúc bà đừng nói dấp nữa. Cô đúng không? Giờ cứ chúc cô này nha. Chúc cô. Thay vì là đọc một bài thơ bình thường và hát luôn. Hát luôn. Hát luôn nha. Hay quá. Hát luôn hả? Tặng cô thì chúc thay đổi mà. Chúc bằng lời ca tiếng hát đúng không? Lời ca tiếng hát. Ngán ngán thì cô. Ngán ngán nha. Rồi, nghe là có cần nhạc không bạn ơi? Không cần luôn bạn. Rồi đếm dịp nha. 2 3. Mừng năm mới con chúc cô được bình an trong cuộc đời, được nhiều ấm em như cô đã từng mơ. Cầu cho cô được yên vui sống bao lâu con muộn phiền, đường đời của cô hạnh phúc luôn vững bền. Hay quá. Hay quá. Hay quá, biết hết luôn. Tới con đi. Tới đây là hết rồi đó. Tới con hát đi. Hát bài nghe con. Dạ, rồi chúc cô năm mới. Hát. Rồi mồ nàng. Biết cái gì không? Biết cái gì đó. Còn chúc nữa đi, sao vậy? Chúc hai bạn đó. hai bạn kia lên chúc đi. Chúc đi con. Chúc không? Chúc đi. Chúc cái gì? Em dễ, chúc đi em dễ. Em dễ là sao? Em dễ là chồng bà kia. Là chị, đây là chị bà này. Ồ, giống nhau dữ ha. Giống chỗ nào mày? Thì đó, người mập có mà. Chúc coi. Dạ, năm cũ cũng như năm mới. Bớt bớt này năm, lấy bớt vậy. Năm cũ. Đó mới được, cứ kêu bớt ra ngoài. Bây giờ không có được mà. Thì khi người quá hả? Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Kính chúc ông bà sức khỏe quanh năm. Kính chúc mấy anh vạn sự như ý. Lời tôi hết ý. Hết luôn rồi đó. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Nay ta dùng vũ phép bằng cây, biến phép để đến được đây. Ây 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 ây, bớt nhầy. Ta hân hoan, ta vui tươi, mong men lên tương lai. Ta mong ta hay, ta sung nên ta phai, ta nô. Bao nhiêu năm nay ta tin ta luôn sâu xa. Muốn thế giới này thì mình là ác nhất đời, ác nhất đời. Chị nổi tiếng là độc ác rồi. Đúng. Bữa nay tự nhiên cái chị nổi hứng, chị qua cái xứ sở này chị đòi chị làm việc tốt, mà đi tìm những cái kẻ xấu để tiêu diệt. Mà lỡ như tụi nó xấu hơn mình, tụi nó dữ hơn mình, tụi nó mạnh hơn mình, thì mình phải làm sao? Dạ. Mình đã có thủ thần trong tay, không cần phải sợ cái gì hết. Đã có thủ thần làm cái đủ thần rồi, gì đâu. Bố
gì? Hả? Hả? Bóp đâu? Bóp gì? Bóp đi. Đâu? Bóp đây. Đâu? Thì bóp đây. Ý tao nói mày bóp tao đau. Chứ bóp chỗ nào mới không đau. Mày bóp đâu cũng đau hết trơn á. Mọi người, nó ăn cắp bóp của tôi á. Xử nó tôi. Ê. Đã tới lúc sử dụng tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu gì hả chị? Tàn hình. Trời ơi, chị hai, chị ở đâu vậy? Chị không? Không thấy đúng không? Ê à, sao anh đánh em? Mày điên hả? Tao đứng trước mày, sao tao đánh mày? Chị hai ơi, chị đâu rồi? Có thấy thường hả? Có thấy thường hả? Chị hai ơi. Ê, nó nghe nè, tao không đi bắt nhà ngươi. Mày đứa chị ở đây nè. Chị hai ơi. Mày đứa chị ở đây. Tào lâu hả mày? Hả? Sao tao mới nghe cái tiếng ui da quen quá vậy? Qua hỏi. Anh ơi, anh mới vừa làm cái hành động gì vậy? Đánh chị hai mày hả? Trời ơi, chị hai em đâu? Đó. Ôi dạ. Chị hai ơi. Ôi dạ. Sao em nghe cái tiếng của chị mà em không thấy gì đâu vậy chị hai? Ôi ơi dạ. Chị hai ơi. Chị dạ. Hai à. Chị dạ. Hai ơi. Chị. Mày mà dậm một bước nữa là tao chèm nhẹp luôn á. Bước lùi một bước. Dạ. À. Trời dạ. Ơi, mày bước tới một bước. Dạ. Hai đứa bay mỗi bước tiến một đứa lùi. Dạ. Dạ. Chị ơi, em nghe cái tiếng của chị không à? Em chỉ nghe nhạc chuông mà em không thấy hình nền. Đây, tao ở đây. Trời ơi, chị hai ơi, cái gì mà như cái cây máng đồ vẽ vậy chị? Trời ơi, ông kêu quýnh tao không sao hết, hai bây giậm tao chèm nhẹp á. À. Thôi đó, mày giỡn mặt tao hả? Mày cười xuyên việt với tao hả? Dạ đúng rồi anh, em Nam Thương, bà số 02. Gửi 8234, 2000 tin nhắn nha anh. Nhắn nhiều nhiều như vậy em để lội ngược dòng tội nghiệp em lắm. Thôi đi, giỡn mặt hả? Ba đứa bay thông đồng lấy bóp của tao đúng không? Không có. Tao hỏi lần cuối, ai lấy? Không có lấy. Ai lấy? Nó lấy. Ta. Ta ta. Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi em. Cũng có địa chỉ để chị đi đi nữa hơn. Đi, bay cao bay xa. Nhanh. Ta ta. Ta ta. Dừng quá. Dẫn lên luôn. Ai da, ai da, ai da. Ta ta. Ai da. Chị ơi, chị ơi. Chị tìm được tín hiệu của cây đổ thần chưa chị? Đang nghe, đang nghe. Chị ơi, chị tìm lẹ đi chị ơi. Chị đang tìm lẹ đi chị. Vĩnh biệt mọi người à. Ôi chị nghe cái gì vậy chị? Thích ơi, thằng Súc nó bứt nút rồi. Chị ơi, bây giờ mình phải tìm lẽ cái đối thần lẹ đi chị ơi. Bây giờ chị phải tìm được tín hiệu cái đối thần. Mình phải cứu anh Súc rồi chị ơi. Chị ơi. Nghe rồi. Ở đâu vậy chị? Chị ơi, ở đâu vậy chị? Nghe. Nghe tiếng bước chân. Tiếp bước chân. Rồi. Dừng lại rồi, tiếp bước chân dừng lại rồi. Chị nghe thôi chứ em thấy rồi đó chị. Đâu? Kìa. Đứng dậy mày. Chưa đánh nhau mày đặt mặt ăn dạ hả mày? Đứng dậy. Mày mới vừa tới đúng không? Mày đang tìm kiếm chứ gì? Đúng rồi. Tao biết hết. Ôi nhà ngươi biết hả? Vậy chị với ta đi. Tao không chị. Chị dơ vậy? Tao chị dơ là tại mày. Tại làm sao? Tại làm sao mà mày lên mạng mày nói với tất cả mọi người tao là đứa mặt vuông. Mặt vuông hồi nào? Mặt này mặt mâm hả? Đó à, mày nói vậy đi tao không tức. Mày nói mặt vuông tao mới tức. Cho nên tao mới hẹn mày ra đây quyết đấu một trận sinh tử. Mày vào vô đây. Tao đứng trong này mà mày cũng thấy tao nữa hả mày? Đồ con mặt vuông. À, thì ra mày chính là cái con chính chủ chửi tao. Rồi sao? Dạ em xin lỗi chị. Dạ phép chị cho em được xử lý nó. Đi vào vô mày! Vô mày! Đánh đi! Chị nói nghe nè hai đứa. Mình là bà con gái, chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Không phải là động tay động chân như vậy. Người ta nhìn vô người ta đánh giá mình, hai đứa hiểu không? Không! Hả? Nó nghe là tự nhiên sao đánh nhau vậy hả? Chị nghĩ sao vậy? Nó mặc vuông em chửi mặc vuông đúng không? Em chuẩn bị vũ khí chưa? Chuẩn bị chứ, nhào vô cấu xé lột đồ là được rồi. Em ơi, bây giờ đi đánh nhau mà nhào vô mà cào cấu xé lột đồ là bình thường rồi. Mình phải có chiêu. Bây giờ chị chỉ em nè, mình đi đánh nhau nè. Mình xài chiêu lạ, chiêu độc nè. Chiêu mình gì? Xài muối ớt đi. Muối ớt chi chị? Mình tát vô mặt nó xong mình thảy vô người nó. Nó nóng quá nó tự cởi đồ mình khỏi mình cởi luôn. Trời ơi chị hay quá chị hay ơi. Hay. Ê bánh bèo nói nghe nè. Dạ nó dạ. Nói là nó đi đánh nhau là nó có muối ớt rồi đó. Nó có muối ớt. Em sẽ xài muối tiêu. Chị gì má? Muối tiêu sẽ tiêu diệt muối ớt. Được luôn hả? Dạ được hết. Cái đó là bậy. Nó có muối ớt mà em có muối tiêu là em bậy. Mình phải xài cái khác. Xài cái khác là cái gì? Trái cây. Trái cây em trụ vô mặt đó. Không, mình trên trái cây mình xin muối ớt đó, mình ăn hết muối ớt nó luôn. Hiểu không? Đó, đó nguyên bày bày nè. Đó, ngồi nè. Đó, trái cây nè, xài nè, mấy ơi. Cay quá, cay quá. Trời ơi, quá phù dữ trời. Thấy không? Ngồi ăn vui nè. Ăn chung vui vẻ chị em nè, vui không? Không. Không. Như chị, mày dám chạy tao hả? Tỉ mẹ mày chỉ tao về làm sao? Trời ơi. Trời ơi, sao mọi người ở đây vô tâm quá vậy? Không ai cứu chị tôi hết.
trời ơi, nguyên đám nhào vô quýnh tôi như cái mình rách vậy đó. Trời ơi. Xích ơi. Em thương tống mai bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ. Hey! Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng rồi. Trời ơi, chị ơi, chị xúi đó, chị nó quýnh chị quá trời. Trời ơi, xúi chị đang can mà. Trời ơi. Trời ơi, nó quýnh tôi quá trời. Trời ơi, chị ơi. Chị ơi, xuống đây làm chuyện tốt mà gặp chị hai suối dại không à, quýnh quá trời. Anh Xúc, Xúc. Chị Xúc hai rồi. Mình đâu rồi? Chị hai nè. Xúc. Chị hai của mình á. Chị hai nè. Hả? Em mới đi có một tiếng mà sao từ tóc dài thành tóc tém rồi. Chị hai ơi, cái mái tóc của chị đâu rồi? Còn đâu cái mái tóc chiều nào xòa tóc ngồi bên thềm. Cái gì vậy chị? À, không có nói mày, rồi nói tiếp đi. À, ý của em nói là thầm ước nhưng nào đâu dám nói khẽ tâm tư lại. Trời ơi, vậy? Tâm tư lại. Em ơi, bây giờ thôi đi về nhưng mà mất đũa phép rồi. Phải đi tìm cây đũa phép, đi tìm cây đũa phép. Thôi tìm, ở đây nè. Cái gì vậy? Em nói thiệt với mấy anh chị luôn, em là thằng cướp mà cướp chuyên nghiệp nhanh nhất Sài Gòn luôn. Mà mấy chị dí còn kịp em luôn hả? Ba cái cây này có cái gì đâu, em tưởng cây vàng. Em giật em chạy vô tiệm vàng nó quýnh em bờm đầu luôn hả? Có bây giờ không xài đúng không? Không xài thì mình dục đi mất mất mình cầm chi? Ê! À. Gì vậy? Nhây ha. Ngay, ngay. Anh ơi, trả đôi phép cho em đi anh ơi. Anh ơi, anh ơi. Hey. Hey. Ma 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 ma. Tiền là gì? Tiền là giấy đó. Ta mất nhau từ đây hả? Diêm My Nguyễn nữa hả? Hả? Khùng hả? Bây giờ có tiền không? Anh ơi, em không có tiền mà em có người được không? Thế chị ơi, chị mới gả bán em, chị đừng gả bán em lần nữa được không chị? Chứ bây giờ làm sao? Cười xuyên Việt nữa hả? Anh ơi, em đang thương mại số 02. Gửi 8234. Dạ, 2000 tin nhắn. Khùng hả? Bây giờ không có tiền thì đừng hòng lấy cái này, tao dục luôn. Wow! Anh ơi xin hãy ngừng tay. Em để đau khổ nếu mất cái cây. Biết phải tính làm sao bây giờ. Xin đừng giỡn nữa không vui đâu mà giỡn hoài tao quanh chết cha. Xin anh hãy thương tình mà dừng tay đi giùm em. Từ xa đến đây chỉ để thăm dò mà thôi. Đũa thần của em để hoài về. Xin anh đừng quăng chết em luôn à. Ê! Tụi bay mệt không? Dạ mệt. Ở dưới người ta cũng mệt lắm rồi. Đáng lý tụi bay đi sâu lắm. Tại tụi bay lầy, buộc tụi bay phải lội thôi. À, trời ơi anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Đánh trả đũa thần cho em. Có ngày đũa thần thôi mà. Trả nè. Trời ơi, con lây nữa kìa, con lây nữa kìa. Quy Quy, nó nghe nè. Cho hỏi cái nha. Cái này đủ thần hả? Đúng rồi, dạ. Đủ thần. Có phép không? Rõ ràng phải có phép rồi. Không có phép, không có tin. Phải làm sao cho người ta tin mới có phép chứ. Nhà ngươi không tin nè. Không có tin. Hãy nhìn đây, coi tao khóa tay trái nhà ngươi nè. Ôi da. Tay phải. Ai. Ai da. Quạch. Hai chân. Ôi da. Lộn mèo nè. Ba khùng hả bà nội? Ba khùng hả? Ba khùng hả? Cái này
chị ơi. Ê, tôi giỡn cho bà vui thôi. Phép bị gì á, như xuống đây ba gờ chụp trơn nè. Nè, bắt đầu từ bây giờ thép tôi nó mới hiệu nghiệm nè. Cười vui vẻ đi, cười vui vẻ nói chuyện với nhau đi. Tự đánh nhau đi. Rồi xỉu đi. Nói cho biết trước, khi mà ra đường á, gặp một người nào đó lạ quắc không quen, đưa cái gì đó tốt nhất đừng nên cầm. Alo, làm việc đi. Anh đau quá xa. Ây da, đau quá nha. Đi về, xúc xích ơi, đi về. Ây da, ông tha ta. Đau quá. Đau quá trời da. Sau khi tỉnh dậy và đọc được tờ giấy này, điều đầu tiên bạn cần làm là hết sức bình tĩnh. Và sau đó hãy gọi điện thoại cho người thân hoặc công an gần nhất để cứu bạn. Tại vì sao? Bạn đã bị mất một trái thận. Trời ơi, chị ơi. Chị ơi, chị dụ em xuống cái xứ sở này làm chuyện tốt chứ chị. Em chưa làm được cái gì em mất bà nó trái thận của em luôn rồi. Không sao em, bình tĩnh, mình còn một trái tim mà. Trời ơi, cái gì cho bà nội? À không, ý chị nói ở đây mình còn trái tim là mình còn sự sống. Mình còn sự sống là mình còn hy vọng. Mình sẽ hy vọng mọi người yêu thương lẫn nhau, biết phân biệt đâu là tốt, đâu là xấu. Hiểu không? Hai đứa ở đây đi, chị sẽ về xứ sở của chúng ta để sạc lại gậy phép. Hai đứa ở đây, hãy đi tìm những người nào xấu nhất cho chị. Sau khi chị sạc gậy phép về, chị sẽ rước hai đứa về chung với chị nha. Chị ơi, chị bỏ tụi em ở đây hả chị? Đúng rồi, cho bây giờ một mình gậy phép của chị về được một mình chị thôi, em hiểu không? Dạ. Rồi bây giờ móc vô đi cho chị bay lên cho hoành tráng đi. Dạ. Về này mấy đứa. Chị ơi. Rồi bây chị giờ đi. Tôi chị về mạnh đây giỏi nha chị. Tạm biệt, mong là trái đất này sẽ bình yên. Chị ơi, tạm biệt chị hai. Linh xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay thì Kiều Linh quay trở lại đây, đang tập với lại các bạn diễn của Kiều Linh để làm cái đêm lội ngược dòng. Thì đêm này thì Kiều Linh cũng làm một cái chất mà hình như là từ đầu Cười Xuyên Việt đến giờ Kiều Linh chưa có làm. Nên hôm nay thì Kiều Linh cũng muốn cho nó là lạ một chút. Làm việc với chị Linh thì cũng rất là thoải mái. Bởi vì chị nhanh lắm, chị nắm bắt cái gì cũng nhanh hết. Hai chị em không gặp nhau được lâu, không có tập được nhiều, thế nhưng mà rất là ăn ý. Trước giờ thì Kiều Linh đi diễn sân khấu tấu hài thì mình làm cái gì nó cũng đơn giản hơn, gọn nhẹ là chính. Thì qua đây thì Kiều Linh phải đầu tư nhiều, từ chuyện phải lồng nhạc vào tiểu phẩm như thế nào, rồi tiểu phẩm mình phải có đầu có đuôi như thế nào, rồi phải đưa âm nhạc vô như thế nào, rồi mình phải diễn cho nó nhiều nét diễn hơn như thế nào. Qua từng tiểu phẩm mình phải thay đổi bản thân mình, thì đó cũng là một cái cơ hội tốt cho Kiều Linh trong cuộc thi này. Kiều Linh nghĩ là sau cuộc thi này thì Kiều Linh sẽ có thêm một cái vốn về diễn xuất. Má, con không muốn lấy chồng. Bà Hinh à, gái lớn lên là phải lấy chồng, đừng có nói gỡ như vậy con. Mấy anh con trai ở dưới đây người ta còn muốn lấy chồng mà, mắc mớ gì mình con gái mà không chịu lấy chứ. Ốt nến, chị hai lấy chồng ở làng kế bên, có gì đâu mà khóc. Nhưng mà con nói là không được, không được, không được mà. Má nói được là được, đây là tâm nguyện cuối đời của ba con. Hai gia đình phải trở thành xui gia. Ráng đi con, sắp tới rồi con ơi. Nực quá à. Nực, con nói lậm cầm tay đây. Trời ơi, khát nước. Khát nước, có nước uống luôn. Trời ơi, đi xe má sướng thiệt á, cái gì cũng có hết á. Xe má cái gì cũng có. Dạ. Chỉ có thắng là không có thôi hả? Làm quá. Hai chiếc xe tải bên kia liên quan gì tới mình đâu. Thôi đi về đi, không có đám cưới gì đó. Tại sao lại đi về? Hôm nay phải đám cưới. Theo di nguyện của ba con, hai gia đình phải trở thành xuôi gia. Tụi con. Dạ. Đón khách. Khách dạ. Tới rồi kìa. Lâu quá không gặp. Dạ.
lâu quá không gặp. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau, bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Khi yêu em con tim đằng sau, vậy mà người vội vàng kết thúc. Dạ kính chào chị Xuôi. Bà gọi ai là chị Xuôi? Ở nơi đây chỉ có hai người phụ nữ trung niên. Tôi không gọi chị, chẳng lẽ tôi gọi tôi sao? Nhưng tôi cấm bà không được gọi tôi là chị Xuôi. Chị là chị Xuôi, không lẽ tôi gọi chị là chị ngược? Bữa nay ăn cái gì mà ghen dữ vậy trời? Bà có phải là Kiều Linh? Yes, I am Kiều Linh. Còn chị đây là... Nhìn không ra sao? Hoa hậu khu phố 7 phường 9 quận Hóc Môn năm nào nè? Hoa hậu mà cái mặt xấu giống như con chó bị đụng xe. Tôi cứ nấm nó sao cười hoài vậy? Mày vui lắm hả? Dạ con. Khách tới nhà không trà cũng nước cho chị Xuôi. Dạ mời bác uống nước đi con. Dạ mời bác. Chị nghĩ sao thời này mà chị còn kêu tôi uống nước trong tô vậy? Dạ tại nhà cũng đơn chiếc cũng nghèo chị à. Nhà tôi... gì đâu, chuột bọ rán rít kiến mũi không à. Không có đâu chị. Chị nói sao á, chứ một con mũi nhà tôi còn không có mà. Sao chị nó không có mũi? Dạ không, cái này là mũi nuôi. Bye đi con. Tạm biệt. Cái gì nữa? Dạ, mũi nhà mình bay qua nè má. Mũi nhà mình bay theo hả con? Dạ. Lấy vàng, lấy vòng rồi đeo vô cho nó nhiều cho ta biết mũi nhà giàu nha. Muốn binh lắm mà binh không nổi luôn á. Tao mở mày binh. Dạ, không biết hôm nay chị Xuôi qua nhà tôi có điều chi vậy bảo? Qua để nhắc lại cái chuyện hôn ước năm xưa. Ông nhà tôi với ông nhà chị, tôi thì cũng bằng lòng. Nhưng không hiểu tại sao nhà tôi càng ngày càng giàu mà nhà chị càng ngày càng nghèo vậy. Làm sao xứng đứa vừa đôi với nhau? Nghèo gì mà nghèo xác nghèo sơ, bao nhiêu năm vẫn nghèo. Bởi ta nay gái nhà nông chỉ biết trỏng cái mông lên trời thôi hà. Dạ chị Xuôi không thương nên chị nói vậy. Chị không nghe ông bà xưa nói sao? Chị ơi thời vụ đến kỳ, mong em không trỏng lấy gì chị xơi. Má hay quá, má hay quá, quá hay. Nói một câu trả lời một câu, làm sao mà bữa nay thi đậu mới hay ha. Tôi hỏi chị, lễ thành hôn có đôi trẻ, chị cũng mặc cái bộ đồ lúa lá để lên sân khấu sao? Mấy chục năm trời không có được một cái áo đàng hoàng để mà gả con gái sao? Mặc dù nhà tôi nghèo thì nghèo thiệt, nhưng đến hôm đó tôi cũng phải ăn mặc sao cho nó phải phép. Nói được thì phải làm được nha. Hai con. Dạ. Yeah. Từ là từ phú thương, bao kim sắc phong lớn đàn, giàu ra luôn trong tình mơ chàng. Trời, nghèo không thêm tài mà bên đây sinh tật nó là sao? Cả nhà khai mau, mấy mẹ con ăn cắp áo dài của Phạm Hương rồi nào. Đừng có khi thường mẹ con. Mẹ con là một trong những dừa gạo lớn nhất miền Tây. Sắp đến nay á, mẹ con sẽ đi thi hoa hậu quý bà. Nhất định phải chọn cái áo dài của Phạm Hương, trong khi cái tướng của mình lại giống Diệp Hương là sao? Chị Xuôi à, sao nè, bữa đó tôi ăn mặc vậy chị thấy có được không nè? Cũng cái thằng quỷ này nó lì dễ sợ luôn nhỉ. Sao má? Má nó làm cái mão này á, giá chừng 10 lượng vàng thôi. Dạ. Nó quất đâu lên cả chục ký ha. Vậy là xong rồi phải không má? Đi về đi má ơi. Chưa có xong. Chuyện gì nữa? Thua keo này ta bày keo khác. Dạ. Chị. Dạ. Trong cái bản chúc thư năm nào của hai ông già để lại đó. Dạ. Hai ông nhà muốn ngày thành hôn của đôi trẻ, tôi với chị phải hát chung với nhau một bài. Nhưng mà hát thì tôi... Chị tôi không biết sự... hát hả? Tôi dạ. Dạy cho chị hát. Tôi... Má! Tại vô. Chị không biết hát. Tôi kèm tôi chỉ cho dễ lắm. Tôi hát làm sao chị cứ hát theo y vậy là được hả? Bây giờ sao? Bạn quyết định đi tiếp hay dừng cuộc chơi? Nếu quyết định đi tiếp, con gái của bạn sẽ có một buổi lễ thành hôn rất vui. Nếu dừng cuộc chơi, bạn sẽ ra về với số tiền thưởng 170 ngàn. Má! Chạy vô! Chạy vô! Chạy vô! Chạy vô! Chạy vô!
Dạ, thật sự thì tôi cũng già cả rồi, yếu đuối. Tôi sợ hơi hám cũng không hát được với ai. Nhưng mà bị sức ép của fan quá nên tôi quyết định là chơi luôn. 60 giây bắt đầu. Miền Tây quê hương ai về ai nhớ Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đưa bác sĩ đi cứ thành là người yêu ơi em muốn cùng anh. Để tôi cứu. Khi câu chung thế không thay đổi lòng mình bên nhau đi đến cuối con đường. Cảm ơn các con. Hay quá má. Hay quá má ơi. Hai gia đình mình vui vẻ nhau đi. Dạ. Khỏi có gây gỗ nhau nữa, mình cũng bà con nha. Đó giờ mấy chục năm trời rồi, đừng có buồn phiền, đừng có giận hờn tôi nữa nghe. Má má má, mấy chục năm gây lỗi gì má? Thì đó. Chủ gì má? Mười mấy năm nay rồi. Hồi xưa hai chị em cũng thân với nhau lắm. Dạ. Hai người dắt nhau đi thi qua hậu khu công nghiệp. Cái ban tổ chức thông báo kết quả, cô Linh được hoa hậu. Dạ. 3 phút sau, giám khảo xin lỗi, lộn kết quả, lấy dương miệng trao lại cho má. Ủa má có chuyện đó hả? Có. Trấn Thành làm MC năm đó đó. Sau cái sự cố đọc lộn kết quả đó, bây giờ đi làm giám khảo không, không làm MC nữa. Chị ơi, tôi nói nghe nè, bây giờ là tôi với chị cũng vui vẻ với nhau rồi. Công nhận nó thoải mái trong người chị ha. Bởi vì tôi nói với chị đó, đừng có giận tôi vụ án năm xưa nữa. Bên đây tôi qua đây với thành ý dữ lắm. Mà sao tự nhiên mình càng vui, cái mặt tôi nó càng lạ vậy chị? Đâu, chị hỏi sắp nhỏ coi sao. Nó đi cưới vợ mà cái mặt nó còn buồn hơn lúc đi chơi ông ba nó nữa đó. Nè, con, trả lời cho má biết, có bằng lòng cưới con của cô Linh đây không? Còn... Nhanh lên, con trai phải trả lời cho dứt khoát đàng hoàng. Bằng có lòng. Bằng lòng không? Bằng lòng. Đó, con tôi nó chịu rồi đó. Má, không có được. Sao vậy? Con nói là không có được. Con này, con gái con đứa, thì hôm nay có bắt Mai ở đây đó. Con đồng ý hay không thì con cứ nói. Đồng ý không? Dạ, con. Đồng ý không? Đồng ý không? Má. Con đồng ý. Một tháng trời tôi mất mấy cái áo dài, hai cây son, mấy bộ tóc giả. Ở vậy đó, hai cái bài nó nghi nghi lâu rồi mà. Nè, bây giờ sao? Hai cô cậu à, không lộn, cậu với cậu tính sao nè? Để sắp già thì tôi còn lo cho nó kịp. Má, vậy là má chấp nhận. Quá xa là vui, nhà trai bên gái. Cô nói đi, nói đi, tại sao? Tại sao cô lừa dối tôi hả? Cô nhìn đây, đây là cái gì? Là tóc. Cô cắm sừng lên đầu tôi quá nhiều rồi. Bao nhiêu cọng tóc là bấy nhiêu cọng sừng. Cô nói đi, cô không nói cái gì? Nói trúng tim đen cô rồi chứ gì? Cô... Nói cái gì vậy? Cái gì vậy bà nội? Lời một đống bà không thoại, bà đứng bà cừ hoài vậy? Quay với bà bao nhiêu tép rồi, quay lui quay tới như vậy làm tâm lý tôi nó tuột. Làm sao tôi diễn với bà được hả? Tại sao em không chịu diễn thì chừng nào mới qua được cái phân đoạn này em? Anh đạo diễn, anh hãy qua đứng vô vị trí của em, anh sẽ hiểu tại sao em đang không diễn được. Trời đất ơi, em qua đây đi. Diễn viên rất là kỳ cục vậy. Đứng bên này mới diễn được, rồi đứng vô chỗ này diễn không được hả? Bây giờ anh thị phạm cái vai của em coi em bắt trước lại nè. Em chịu hết nổi nghe anh. Make up, định trang nhân vật. Dạ, trời ơi, sáng giờ mình có mình ông nội này làm hoài, làm hết gì á. Ổng kêu làm đi má. Nói a à đi anh. À. Vậy. Dầu thơm. Rồi xong, giải quyết được vấn đề. Bây giờ nè, cố gắng lên cho qua phân đoạn này nha em. Giữ nguyên tâm lý, bám chặt nhân vật. Make up, vô. Vô chạy. Diễn. Cô nói đi, cô phải nói đi chứ. Tại xuống im lặng, cô nói đi. 1, 2, 3 nữa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cái gì vậy trời? Các trời đất ơi. Không
bây giờ anh mở chiếc chiếu anh quỳ anh lại em đó. Bây giờ sao tâm lý thì có mà lời không thoại, mà đi đọc số là sao vậy mẹ? Anh, em có thuộc thoại. Không thuộc thoại đừng đếm số hả? Thì em đếm số về diễn viên lồng tiếng người ta lồng lại cho. Làm sao khớp cái miệng? Sao không khớp? Anh coi nè nha. Anh gì? Nói giùm em, anh xin lỗi em. 1, 2, 3, 4. Trời ơi à, anh thấy chưa? 4 chữ nói 4 số xong. Tôi bỏ tiền ra làm phim thì mấy người phải phục vụ cho tôi chứ, mấy người phải làm ăn cho đàng hoàng chứ. Không có tôi thì hai người cặp đất mà ăn ha. Thôi đủ rồi, cô tưởng tiền của cô lớn lắm hả? Đầu tư thì ít mà đòi hỏi thì nhiều. Đầu tư có chút xíu à, mà đòi làm một bộ phim ca nhạc tâm lý tình cảm xã hội gây cấn hồi hộp kinh dị ma mị, đặc biệt phải có yếu tố hài hước. Tôi không thể nào làm được nữa. Tuyên bố rã đòn. Anh ơi, đừng rã đòn anh ơi. Làm quá quá à. Quá cái gì mà quá? Em xin lỗi. Em biết rồi. Thôi làm tiếp đi. Bây giờ em đóng không được làm sao mà làm tiếp? Thôi được rồi, em đã có chuẩn bị. Dạ ok. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Hello. Em chuẩn bị cái gì kia, nguyên cái vũ đoàn vô đây chi vậy? Dạ em chào các anh, em chào các chị. Dạ em nghe chị Thảo giới thiệu em tới đây kiếm việc làm. Dạ. Là sao, ai đấy? Chị này là diễn viên đóng thế của em. Em xin tự giới thiệu, em á là bếp mèo. Dạ. Mèo hả? Dạ. Chị giới thiệu em vô kiếm việc làm diễn viên á phải không anh? Rồi biết diễn không? Dạ. Cái gì em cũng biết hết trơn á đó. Bây giờ á, trước khi mà cho em vô đóng, anh phải thử cái tài diễn xuất của em. Dạ. Được, anh muốn thử gì cũng được hết á. Bây giờ vậy nè. Dạ. Anh sẽ nói tới cái chỗ nào là em phải diễn được liền cái chỗ đó. Dạ, được. Được. Bây giờ nè. Em là một cô gái 18 tuổi, rất là đẹp. Tưởng tượng. Em làm nghề bán sầu riêng để sinh sống. Em bán sầu riêng, dạ. Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng. Ai dừng chân ghé quán em không bán tình duyên. Em cướp tới. Trời ơi, ở quê em không ăn cướp đâu. Cho má phấn phai hồng, sầu riêng chan chứa trong lòng. Anh muốn là cướp tới. Cướp nó tới. Đạo diễn muốn cướp. Nói nghe nè. Và trước khi quýnh lộn, lột tóc ra chơi. Dạ. Tiếp không? Dạ có thử anh. Bây giờ câu chuyện nó diễn tiến tiếp tục là gì nè? Dạ. Tuy là em đã đánh được hết bọn cướp online, nhưng dạ, mà sầu riêng của em đã mất hết rồi. Mất hết rồi. Bây giờ em trở nên thành một cô gái bơ vơ và lạc lõng. Lạc lõng bơ vơ quá. Dạ. Sau đó em quyết định rời bỏ cái đất lái thiêu và bước chân lên Sài Gòn. Dạ, bước chân lên Sài Gòn. Dấn thân là một cô gái giang hồ làm nghề dạ, mãi
Võ Sơn Đông. Mã Võ Sơn Đông. Dạ, em chào các tỷ, em chào các muội, chào các sư huynh. Chẳng hay các sư huynh muốn tiểu muội diễn cái trò gì nè? Nuốt thang. Còn trò gì khác hơn không? Nuốt thang. Đoàn phim của anh rồi. Dạ em được chọn anh. Anh chờ em chút xíu. Nhi hả? Ráng chờ mẹ chút xíu. Gần tới rồi con. Mẹ gần xong việc rồi. Rồi. Dạ. Giờ sao em... Bây giờ em được chọn vô đoàn phim của anh rồi. Make up. Dạ. Vô quá sớm cho thiệt đẹp nha. Quá sớm giờ có thiệt đẹp. Em có việc làm rồi. Bây giờ có cô diễn viên này rồi. Anh nghĩ là mình sẽ quay đúng tiến độ thôi. Bây giờ chúng ta sẽ quay tiếp cái phân đoạn lúc nãy đang dở dang, nghe chưa? Anh Sáng vô làm đi, anh Sáng vô làm. Để mà phim vô. Giữ nguyên tâm lý. Bám chặt nhân vật. Dạ. Máy chạy. Diễn. Con là đồ phản bội. Con nói đi, tại sao? Tại sao cô gạt tôi? Tại sao cô cấm sừng tôi hả? Tôi đã nói là không có. Hả? Dám trừng mắt nó nhìn tôi à? Cơn giận của tôi nó đã tràn lên rồi. Đúng rồi. Hey, tôi sẽ giết cô, tôi sẽ đánh cô. Diễn viên thiệt vô, diễn viên đóng thế ra. Dạ. Vô, chuẩn bị em đoạn sau. Đoạn sau rất lại. Rồi. À, em được đóng rồi. Giữ em nguyên cái gì nha? Em. Dạ. Giữ nguyên tâm lý, bám chặt nhân vật, máy chạy, diễn. Ca, đổi người, hay quá, ta hành động rất hay. Em vô lại, em rất đau đớn nha, Rồi, máy chạy, diễn. Cô đừng có la trước mặt tôi. Sao anh đánh tôi hả? Tại sao tôi không dám đánh cô phản bội tôi mà? Đó chỉ là cái tát thứ nhất thôi. Đây là cái tát thứ hai. Thế người, ra lẹ em. Trời ơi, ra. Ta vô cái tay tát cái nơi, chưa chịu ra nữa. Dạ. Em chuẩn bị đoạn sau nặng lắm á nha cưng. Dạ. Máy chạy. Anh đi. Khoan, ngoài vào một chút. Anh, em mới đi trồng cái răng. Anh tát nhẹ nhẹ hồi nãy tát mạnh quá, đau quá rồi. Các em vô là em đau cái bụng nha, nãy thôi vô cái bụng, đau cái bụng. Đau lắm nha em, cái này là đau lắm nha. Trời ơi em, vô. Rồi, đứng vô đúng vị trí, ôm cái bụng em. Máy chạy. Diễn. Cô mà đặt cô la nữa à? Cô la với ai? Cô bước lại đây, chỉ là cái bụng thôi. Bây giờ nào cô coi nè. Cái gì? Bây giờ sao? Quỵt tiệt ra luôn đi. Tôi không phải cắm sừng anh một lần, mà là nhiều lần lắm. Tôi không thể chịu đựng được. Anh Nhi Hà! Ca! Hay quá em, cái tư thế rất đẹp. Cái hình ảnh của em nó rất là điện ảnh. Hả? Em xích ra, giữ nguyên tư thế này nha. Hay quá, đẹp quá, để anh chụp một bộ hình đã. Rồi, cả đoàn mình nghỉ ăn trưa. Chết em ơi. Quên, quay tiếp cái lọt. Em vô đây. Nhanh lên. Vô đây lẹ, máy chạy, diệt. Anh ơi, đổi chỗ đi, em đau quá, em chịu hết nổi anh ơi. Đau quá. Đau à? Xin lỗi nha, miếng cơm manh áo nghề nghiệp thôi ha. Mày đánh chuyện không? Bà, mày đã đổi kẻ của tao, chứ cho mày biết mày là con phản bội, một con đàn bà. Cấm sức tao, tao sẽ cho mày chết. Tao sẽ cho mày chết. Mày.
Cắt. Em ơi có sao không em? Đổi người. Em có sao không em? Rồi trời ơi có sao không? Em lại lăn chị vô vậy. Em lăn chị vô. Lăn chị vô phụ lẹ. Lăn. Rồi em. Đây là cao trào rồi nha em. Nha, cố gắng giữ đúng thật sự là tâm lý đau đớn nha em. Rồi thọt cái đầu vô nè. Rồi. Chuẩn bị nè. Máy chạy. Diễn. Em ơi. Anh xin lỗi em. Trong một phút nóng giận, anh đã đánh em ra nông nổi như thế này. Là vì anh ghen tuông mà. Tội của anh đáng chết. Anh đáng chết được rồi. Đây, cây đèn này. Cái gì vậy? Em hãy cầm nó. Em đánh anh đi. Giết chết anh đi. Cái này là anh nói nha. Giết chết anh đi. Cha. Đổi người. Em vô được đánh lại nè em. Kệ đánh lại cái chạy vô, kệ vô. Anh lại kìa. Vô. Lẹ em ơi. Nhanh lên, không còn thời gian. Chuẩn bị nha, máy chạy. Bạn ngồi phải không? Bạn đang ngồi. Đập nó, đập nó. Bám chặt nhân vật. Yeah. Anh đổi ý rồi, em phải chết trước anh. Nếu mà anh chết trước em thì em sẽ lấy thằng khác coi như là anh chết vô ích. Em sẽ chết trước anh. Máu em ơi, lẹ. Máu. Rồi, máy chạy. Diễn. Không lấy cái tay nha em, không lấy cái tay nha Cam. Cam ơi. Nha, bỏ phần trên, bóp chặt cái phần dưới. Y như nặng bánh kem vậy đó. Né cái mặt nhân vật ra, quay cái ót thôi. Lấy cái ót là chính. Rồi. Hay quá. Quá đẹp. Hay quá. Cảm ơn em nhiều. Anh rất là cảm ơn em. Nhờ em mà đoàn phim đúng tiến độ. Bây giờ hôm nay mình đã quay đúng tiến độ rồi. Hôm nay cả đoàn mình được nghỉ sớm. Dạ. Nha. Đi làm đi, điện thoại quay trời. Em dạ. Diễn tốt lắm. Ngày mai quay lại đây, quay tiếp giùm anh nha. Còn 72 phân đoạn hành động y chang vậy nữa. Bây giờ nè, kế hoạch ơi, xếp lịch ngày mai quay một mình chị nào theo nha. Rồi thôi đi ăn trưa. Phát lương chị đi em. Thôi mình đi ăn trưa đi, phát lương đi, nhanh lên. Chị ơi, lương chị đây, chúc mừng chị. Cảm ơn nha. Alo, bé Nhi hả? Mẹ xong rồi. Nè, đừng có lo lắng nghe. Mẹ có tiền đóng tiền viện phí cho con rồi. Sao? Mừng mà đau dữ lắm hả? Thì mình bị vết thương nó vậy, con phải chịu khó chút xíu. Được rồi, thôi vô bệnh viện nha. Mẹ xoa cái lưng cho con, nghe, xoa. Rồi mẹ hát cho con là đỡ đau à. Nha con. Nửa tiếng nữa mẹ vô liền. Alo, gì bà nội? Trời ơi, bây giờ nghĩ làm sao mà kiếm được con mẹ diễn viên đóng thế mà nhảy từ lầu 8 nhảy xuống má. Điên không? Cho tiền cũng không ai làm đâu. Em, có việc làm hả? Rủ chị đi. Nhảy từ lầu 8 mà dám nhảy không? Dơ, hả? Lầu 8 được hả? Quất luôn. Có người rồi. Cảm ơn em. Đi chị, nhảy lầu 8 nha má. Ê, mà mấy bà, ngày mai á, mấy bà có đi sinh nhật, có đi đám cưới của thằng Sủng không? Không. Ngày mai là không một người nào được vắng mặt nha chưa? Sao tôi vậy? Đã nói rồi. Tại sao? Hai đứa là ghế phụ, hai đứa là dâu phụ thì làm sao mà vắng mặt được? Tôi make up dạo cũng không được vắng mặt luôn. Chơi chung chỉ có 6 đứa thôi mà 5 đứa ngồi đây bàn cái chuyện ngày mai không đi sinh nhật người ta làm sao? Đám cưới. Đám cưới. Mà đó, thằng đó nó lấy vợ là mừng cho nó. Chứ tao tưởng là nó ế luôn rồi. Chính xác. Tao chưa thấy trên đời này một con đàn ông nào mà nó hát già hát như cái con á. Trẻ tuổi hơn tao mà cái mặt già hơn mày. Dễ sợ. Râu ria thì bờm sờm, thằng đó vớt được cái mái tóc thôi. Không có cái mái tóc là không có làm cái gì được. Trời ơi, thôi đi mấy ông ơi. Mấy ông lo mấy ông. Ê, con bánh bèo kia. Ngại, 1 năm nữa thôi là chỉ có chồng rồi nha cưng. Trời ơi, anh em thôi, đừng có cãi nữa. Ủa, bữa nay Sủng nó nói á, là nó khao tụi mình nguyên một ngày mà sao giờ không thấy nó ra. Ê, đúng rồi đó. Nó nói á, là sáng đi cà phê, trưa đi đá banh, tối á, nó còn kiếm cái gì, cái kèo độ nhậu để tiệc chia tay của nó nữa. Mà sao giờ này chưa thấy nó tới. Cưng dùng cái đầu cưng suy nghĩ được không?
cái đầu cũng để chân chơi vậy thôi đó hả? Ngày mai người ta cưới vợ rồi, nghĩ làm sao bữa nay ra đây ngồi chơi với tụi mình, cái kèo này coi như hủy. Trời ơi. Thôi thằng sổ hả? Ngày mai tôi sẽ lấy vợ rồi. Ngày mai tôi tự giá cuộc đời, độc thân vui tinh. Từ mai tôi sẽ có vợ rồi. Đời tôi sẽ tỏa sáng ngời ngời, cũng có khi lạnh ít dữ nhiều. Từ ngày mai không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá. Ừ tôi tu rồi. Từ ngày mai không còn bị lon chỉ là cơm ngon như chuyện cô tính. Vì tôi yêu giờ tôi làm. Các chiến hữu của tôi ơi, đừng gù ghê tôi nữa nha. Tôi có giờ là tôi ngoan rồi. Các chiến hữu của tôi ơi, từ nay xin gác kiếm thôi. Để giờ buồn là không yên đâu. Để giờ buồn là không yên đâu. Thôi, nghe chưa, nghe chưa. Để vợ buồn là không yên đâu. Tức có nghĩa là kể từ ngày mai tôi có vợ rồi, mà làm gì thì làm, tôi chỉ làm cho vợ tôi vui, vợ tôi thích, vợ tôi phê thôi, chứ tôi không bao giờ làm cho vợ tôi buồn. Trời sao bữa nay ra đây cầm mấy cái bản này ý gì đây? Ủa không hiểu hả? Ý tôi nói là từ trước khi tôi có vợ á, là các bạn rủ tôi đi đâu tôi cũng đi chân á. Nhưng mà kể từ khi mà tôi có vợ rồi á, là tôi từ bỏ hết, tôi no hết. Vậy no rượu là sao? Là không uống rượu. Dạ đúng rồi chị Bảy. Ê, còn no bia, không phải là không uống bia luôn đúng không? Mừng quá, cũng may nó biết là không uống bia, chứ cũng nói là no bia là không còn bia mộ nữa chắc tao chết. No smoking là hết tiền đúng không? Con này chắc nó học tiếng Pháp không chứ nó học tiếng Anh nè. No smoking là gì? Không hút thuốc đó. Ờ vậy hả? À. Con no bạn không lẽ? Không chơi bạn hả? Không chơi với bạn, chơi với vợ thôi. Trời ơi, thằng này phải không được. Còn no bóng. No bóng là hết bóng á. Dạ. Không. No bóng có nghĩa là kể từ mai là tôi không có chơi cá độ bóng đá nữa. Không đi chơi bóng đá nữa. Tôi biết, tôi dùng cái từ này hơi nhạy cảm, nhất là với bạn. Cảm với tôi. Tại vì cái bảng này nó nhỏ quá. Bây giờ sao? Giờ sao? Ý tôi nói là bây giờ là tôi không đi chơi nữa, hiểu chưa? Tôi đàng hoàng ơi. Đó, thì mày chưa có đám cưới gì hết trơn á. Mà mày đội vợ mày lên đầu rồi. Sợ vợ thấy ớn luôn. Nè tao đội vợ mày kìa mày. Nói đội vợ tao thì nói cổ không? Sao? Mày bóc nó mày quăng xuống đây giùm tao liền. Cái kiểu mà đội vợ vậy nè, một năm sau thôi, đầu nó không còn cọng tóc. Kè coi thường mình. Nói cho bạn biết nha, bạn nhìn thấy tóc mình không? Tóc mình xum xê không? Đó. Hồi nãy tại đi gấp quá quên thắt bính. Cái tóc mình thắt bính được luôn á. Nói thiệt với bạn nha. Lấy 3 cái dao lam, 4 cái tông đơ, cắt 3 ngày 3 đêm vẫn chưa hết tóc của mình nữa. Để tao coi rồi 1 năm sau nó có hối đầu không? Ê! Vừa phải nha. Nói cho mày biết nha, cuộc đời của tôi á, có thể là chửi cha mắng mẹ tôi nha, mà không được nói tôi hối nghe chưa. Như bạn đó, tôi nói bạn đóng đó, bạn chịu không? Thôi, mệt quá, vô uống nước đi. Vừa phải đó nha. Tôi nói cho cậu biết, tôi đã tu rồi. Kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ dừng hết tất cả cuộc chơi. Tôi chỉ ở nhà với vợ tôi mà thôi. Gì? Khủng long tới. Vợ ông tới kìa. Trời ơi, cái tòa building nó sập rồi. Nước nó tràn lên luôn kìa. Ôi bé Thảo nhỏ của anh. Ra đây nè. Anh nói với mấy bạn của anh á, là anh chuẩn bị giả từ mấy đứa nó hết. Anh giả từ hết tất cả các cuộc chơi. Anh không còn chơi bóng nữa. Nè, bóng cầm bóng. Không còn chơi bóng đá nữa. Ai cho phép anh làm như vậy? Ai mượn? Anh tự cho phép anh cái quyền đó. Bởi vì anh không muốn làm cho em buồn. Bởi vì tất cả các bà vợ trên đời này đều không thích chồng mình đi chơi, không thích chồng mình bù khú với bạn bè. Không được, anh không được làm như vậy nghe không? Anh không làm. Anh cưới em về rồi, anh vẫn phải đi chơi với bạn bè cho em. Không được, anh ơi, anh không muốn làm như vậy. Không, vợ là vợ
bạn là bạn. Anh kỳ quá à. Để em qua em nói với mấy anh mấy chị. Mấy anh mấy chị, em nói mấy anh mấy chị nghe nè. Cho dù á là chồng em cưới em về rồi, nhưng mà mấy anh mấy chị á ráng mỗi ngày rủ chồng em ra ngoài đường chơi nha. Đừng có để chồng em ở nhà nha. Bạn thoải mái nè, hút thuốc thoải mái nè, rượu thoải mái luôn, bia thoải mái luôn, bóng thoải mái luôn, bóng đá thoải mái, bóng đá thoải mái luôn, em cho hết đó. Cô thật như vậy không? Thiệt mà, em nói là không tin nữa. Em tát anh cái đi. Ôi em tát đâu. Em tát anh cái đi. Tin chưa? Trời ơi, em chấp nhận cho vậy hả? Em cho phép anh cái quyền sau khi lấy vợ anh vẫn còn tiếp tục những cái cuộc vui của anh đúng không? Nhưng em anh không hết. I love you Thảo forever. I love you Tùng. Một năm sau ngày cưới. Anh đi chút anh về nghe vợ. Mày nào? Anh vô anh lấy chai dầu ra anh xoa bóp cho em nghe. Dầu có sẵn trên bàn. Thôi được rồi. Anh lấy giày dầu anh xoa bóp cho em nghe. Mình là mình hận cái thằng bờ ống lắm á. Nó rủa mình, nó nói là mình lấy vợ sớm muộn gì tóc của mình sẽ bị hói. Bây giờ ôi, tất cả nó trở thành hiện thực rồi. Anh xoa bóp cho em nghe. Ê, dừng lại. Hả? Ông lấy chai dầu gì ông xoa bóp cho tôi vậy? Dầu ăn. Đi, cái dầu gió đâu? Chỉ có chai này mới nó vừa với cái chân của em. Chân của em chai dầu này hả, đổ vô cá trơn á trời à. Đi vô phòng lấy cái dầu thơm Chanel 1 lít tôi mới mua về kìa. Thôi, em nặng ghê á. Phải không? Thôi được rồi. Ông Thoa bóp cho nghe. Đã không lên. Em? Đã không? Đã cái gì mạnh lên. Mạnh lên. Trời ơi, bông gân rồi. Dạ. Thấy nhiều đó làm không xong nữa. Sao em đau hả? Đau quá, làm tiếp đi. Trời ơi, ghê quá. Bà này bạo lực ghê á. Cái gì vậy? Ai là? Bông gân hết hai tay rồi. Đất ơi, nó dẹp đi. Thôi em ơi, thôi em đợi anh chút xíu nha. Anh chạy ra ngoài, anh mua chai dầu về xoa bóp nha. Đứng lại. Sao? Hai cái tay ông, hai cái cù lẳng đó, chai đó đủ rồi. Trời, khổ ghê vậy. Thôi được rồi. Anh ơi, anh phải chạy ra ngoài, anh mua đá. Mua đá làm gì giờ này? Mua đá về pha cà phê sữa cho em uống nghe. Sắp tới giờ đi ngủ rồi, pha cà phê sữa rồi sao uống, sao ngủ, hả? Nghĩ chứ, nhớ rồi, không phải mua đá, mà anh đi giá. Giá gì giờ này? Anh giá cái bánh xe ông đà đó, để mai đi làm. Từ đây tới chỗ làm ông đi bằng xe đạp mà. Xe ông đà đâu giá. Quên nữa, phải giá cái bánh xe đạp lại. Tại vì á, ngày mai phải đi làm rồi. Mai thức dậy á, giá vậy không kịp, nó cập rập á, không kịp. Vô làm bị sếp chửi. Vậy hả? Ừ. Mà mai tới mấy vậy? Mai chủ nhật. Thôi được rồi. Thôi, quên. Giờ anh phải đi. Đâu? Anh đi qua thăm má. Chiều mới gọi điện thoại cho má. Má ho xù xù. Anh biết là má đã bệnh nặng lắm rồi. Anh là con trai mũ nhà, anh phải qua thăm má con không? Anh sẽ hối hận suốt cả cuộc đời. Thôi đi thăm má nghe. Đứng lại. Má bị sặc nước chứ không có ho xù xù như tôi thăm rồi. Biết hả? Trời. Thôi dẹp đi. Mệt quá. Đi ngủ. Ông làm gì vậy? Điện thoại rung kìa, sống nghe đi. Đâu có, cái chân anh nó rung, cái anh đang
anh đang rung chân, anh đang rung chân. Từ ngày lấy tôi về tới giờ lúc nào điện thoại cũng để chế độ rung, tại sao hả? Không có, tại vì anh mở để chế độ reng á, nhiều khi em ngủ á rồi nó reng lên rồi em thức giấc. Anh thương em mà. Tốt quá ha. Mệt quá, đi ngủ đi. Giờ ngủ em ơi, giờ ngủ nha. Giờ ngủ trước đi nha. Em ngủ trước nha. Mệt quá, tôi khó ngủ lắm á, đừng có khiều khiều tôi nghe nha. Nè, sao em không vô trong kia em ngủ đi, em ngủ ngoài này gió máy. Gió máy cái gì, tôi nằm đây tôi ngủ tôi canh. Canh ai? Tôi canh ông. Tôi dặn dò ông kỹ nha, trong thời gian tôi ngủ, từ giờ tới sáng ông phải hoàn thành những công việc tôi đã giao. Lau nhà, quét dọn, rửa chén, giặt giũ. Nghe chưa, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho tôi. Biết rồi. Trời, khổ ghê. Mới hồi năm trước, trước ngày cưới, bà còn nói là bà cho mình thoải mái tự do với bạn bè. Giờ sau khi cưới về mới có một năm thôi mà đã như vậy rồi. Mình giống như là một con ô xin trong gia đình mình vậy đó. Em ơi, bà ngủ rồi. Thật ra tôi học trước nhiều trò, quỷ đen tôi đã biết thăm thò, tìm nơi cất giấu. Alo, ai coi đấy? Ủa coi, chồng ngoan bây giờ đã ở nhà rồi. Chạy chút đi, giờ ngủ rồi tao ra. Làm sao không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá, làm sao sống được? Làm sao không còn đi lon dầu là cơm ngon, nhưng mà vợ ơi đừng bắt anh phải thay đổi. Các chiến hồ của tôi thôi, rồi tôi đi tôi gánh gọi, đã xin nhờ giờ cho tôi đi rồi. Các chiến hồ của tôi thôi, mình vui chơi đúng mức thôi, để nhà buồn là xong phim luôn. Nghe nào. Anh đi đóng cửa. Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mặn. Năng chén tiêu sầu, càng rầu thêm. Anh Lực ơi, anh Lực, anh Lực ơi, anh Lực, anh Lực à. Cái gì vậy anh? Chế ghét cưng. Trời ơi, sao mà đi lúc nào cứ cũng dùng thắng đĩa với chế là tại sao vậy? Thì tao quy định đứng ở đây thì đứng ở đây thôi. Đi mà tông em vậy đau quá nè. Dương Dương, anh Lực đâu? Em mà thấy em đâu có kêu làm gì. Cường Dương. Dạ. Trời ơi, bữa nay ngồi như ông bụt vậy bà nội. Sao ngồi đây? Anh đang có chuyện rất buồn. Cường ơi, Dương ơi, ai hiểu nỗi khổ này của anh. Cái gì mà buồn? Buồn lắm Cường Dương ạ. Chuyện gì nói đi, ba anh em Lực Cường Dương của chúng ta lúc nào cũng là một đội. Nói đi, em chia sẻ cho anh. Má anh bắt anh lấy vợ. Trời ơi. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Trời anh ơi, má gan cái gì luôn hả anh? Trời ơi, má anh bắt anh lấy vợ. Đúng rồi. Rồi cái ngày đám cưới ai mặc áo chú rể bà nội? Đang rầu cái chuyện đó nè. Tao không bận áo chú rể đâu. Không, không được. Nếu vậy là anh mặc áo sa rê là sai. Tại râu nhiều quá mà mặc. Không được. Ổng mặc áo chú rể còn sai hơn. Ghê quá, nhìn nghĩ tới sợ ghê luôn á. Trời ơi, tao khổ quá mà. Chết rồi, cái vấn đề cưới vợ là nan giải lắm luôn á. Đúng rồi. Ê, dừng chân đứng lại. Cái gì? Nay bước đi có gì sai sai ha. Đâu, đâu, đi lại cái nữa. Giống zombie quá ha. Sợ chết cái gì vậy trời. Bữa nay đi sao vậy má? Má tao bắt tao lấy vợ thì từ bây giờ trở đi tao phải gồng. Mà gồng thì mình gồng bình thường thôi chứ gồng gì luôn. Sợ chứ. Gồng bao lâu rồi? 10 phút mà nãy giờ muốn đứt mạch máu não rồi nè. Mới 10 phút rồi đó. Cứ vợ xong về 10 ngày đứt luôn. Trời ơi. Bây giờ tao xả được không? Xả đi có ai đi đâu. Mệt sợ quá rồi, trời ơi. Trời, chết tao rồi. Bây giờ sao có cách nào giúp để cho má tao hiểu được giới tính thiệt của tao không vậy? Có cách nào không anh? Đang suy nghĩ, chưa nghĩ ra. Ước mơ thiệt bắp tao đó thiệt. Bởi vậy hai đứa em Cường Dương tụi mày thì có chán dễ sợ luôn.
nói gì? Trời ơi, đã ở chơi chung một đội rồi thì làm ơn phải nói rõ cho má tao biết cái giới tính của tao là cái gì. Để má tao cứ bắt tao lấy vợ hoài, tao khổ. Trời ơi, anh ơi, anh nghĩ sao mà má anh không biết vậy? Đừng nói tới dì hai, nguyên cái xã này ai không biết ba anh em mình bóng trời. Cho má anh cố chấp thôi. Bóng thì lấy tên nào cho đàng hoàng đi. Nghĩ sao ba anh em lực cường dương. Còn bây giờ cái chuyện lấy vợ nè, hiểu không? Mà tao nghe nói đó là má tụi bay cũng bắt tụi bay lấy vợ nữa kìa. Nghe nói gì vậy? Có không anh hai? Gì vậy đó gì? Thấy chưa, em lấy vợ không lẽ tối ngày em cứ dành cái áo đầm với nó sao anh? Anh ơi không được rồi, tình hình là vì hai bác lấy vợ rồi, thế nào cũng tới má của tụi mình thôi, hai bả là chị em mà. Bây giờ làm sao anh? Bây giờ làm sao? Bỏ nhau đi trốn đi. Bỏ trốn cùng nhau chứ bỏ nhau đi trốn lại đi đâu? Cái dân bây giờ nó lộn tùm lum hết rồi. Anh rối thông cảm không được. Chúng ta phải bỏ nhà đi trốn thôi. Đi. Đi. Trốn đi đâu? À, đứng lại. Trời ơi. Không có chừng tao bắt. Hãy cho tụi nó chết. Cái này là hên, cái này là súng giả đó nha. Tao nói thiệt á, cái thằng Cường Dương này nè, tụi bay á, tao cũng nể là tụi bay là hả, con cháu trong nhà là con của em gái tao. Con cháu mà sao bắn chữ gì trời? Không, cái này là súng giả đó, chứ có chúng súng thiệt hả? Tao bắn cho tụi mày hết Cường, hết Dương được luôn à. Có gì đàn ông gì đâu mà không có ra đàn ông. Gia môn bất hạnh, gia đạo bất hòa, gia đình bất ổn quá vậy. Con ơi Lực ơi, con đàn ông quá mà. Cái xóm này có ai mà đàn ông như con đâu. Một người đàn ông lực lưỡng nè, ta nói ha, râu cho một đống nè, đầu cho một tóc nè, bụng cho một cục luôn nè, thấy không? Cái đàn ông gì mà mày kêu nó làm bóng rồi sao nó làm được? Mà con là đàn ông, con đừng có làm bóng, con má năn nỉ con mà. Con làm như vậy là coi như là cái gia đình mình á là có sỉ nhục má lắm. Không, mà ngày xưa lúc má mang bầu con, má ăn cái gì mà để con như vậy vậy? Trời ơi, Lực ơi, lúc mà má mang bầu con đó, má cũng ước mong có một đứa con trai. Má coi hình đàn ông lực lưỡng, rồi má ăn hột vịt lộn. Rồi ngày má đẻ con ra, con đàn ông má mừng quá. Má mới xúi dì Út của con đây nè. Dì Út ơi, ăn hột vịt lộn, coi hình đàn ông để đẻ ra con trai. Dì Út con cũng ăn. Ăn ra đẻ ra một cặp con trai, nhưng mà không phải trai thiệt, mà trai nó lộn vòng vòng, rồi con cũng lộn vòng vòng theo. Anh Lực ơi, em biết chúng ta bóng từ đâu rồi. Từ đâu? Từ trong trứng. Vui quá vui. Tụi bay hả? Tụi bay mà bóng từ trong trứng cái gì? Bóng từ trong trứng cái gì? Tụi bay hả? Có nước mà trứng từ trong bóng à? Trời ơi, cái gì vậy má? Văn má lộn tùm lum vậy. Trứng từ trong bóng khoa học nào chứng minh được má? Đúng rồi, sai quá sai vậy hai ơi. Bây giờ má nói cho con nghe, bây giờ con có bóng gì chăng nữa, con cũng không có được lộ ra nghe chưa? Nguyên cái xóm này là mang tiếng là cái xóm 3D rồi. Còn có một mình con thôi, con phải làm cái chuyện mà má đã giao cho con rồi. Con phải làm đàn ông. Trời má gan dễ sợ. Trời con má bóng nhất cái xã đó trời. Đó là bóng bình thường, má bóng râu quá. Còn cái chuyện của tụi mày nữa. Dạ. Ngày nay hả, dì giao cho hai đứa mừng cái nhiệm vụ đã thực hiện giùm tôi chưa? Nhiệm vụ gì? Nãy giờ múa lụa quá con quên mất rồi. Đi rước con nhỏ Phượng lên đây gặp dì. À rồi rồi, được rồi. Đi. Yeah. 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 Để em đi rước cho dì hai. Nó bóng mà từ trong máu luôn rồi. Tao phóng một cái trong mày thẳng rồi luôn nè. Má, con không lấy vợ được không má? Sao được, con phải lấy vợ chứ. Con thương má đi. Má hả, cây đắng xanh có anh trái một rồi, mà con mua lụa, mua đồng, mua bóng vậy rồi, coi như làm sao mà con trả hiếu được cho má. Bởi vì hồi đó má xanh hai trái đi. Má xanh có một trái mà một trái bị lỗi nữa. Thì má cũng muốn xanh một trái nữa, mà đến nửa chừng ba mày đi bán muối rồi, giờ má muốn xanh nữa có do giống đâu mà xanh con. Trời ơi, giờ thấy con buồn ba ghê. Sao buồn ba? Thôi bây... Trời ơi, phải chỉ có ba đây ba hiểu được cảm giác của con. Cảm giác làm sao? Con không có thể nào, con không thể nào là một người chồng được, má hiểu không? Con mà không có lấy vợ hả, là con như con là một đứa con bất hiếu. Con phải thương má nha con. Phải trả chữ hiếu cho má con à. Con mà không có lấy vợ, má đặt đầu vô tường má chết đây. Má, thôi được rồi, con lấy vợ.
Ôi. Con lấy vợ cho má vừa lòng được không? Đó, phải vậy nghe chưa? Trời ơi, má ơi. Bên hiếu, bên tính, con biết chọn làm sao? Hai gì, hai gì, hai gì? Tới rồi, tới rồi. Cái gì nhanh vậy? Chị Phượng. Mới nói là mà con nhỏ Phượng nó lên rồi. Nó phóng như ngựa tới đầu hẻm rồi kìa. Trời ơi, vậy là con rước con nhỏ Phượng vô. Con ra con rước liền. Để coi má. Không, mà bây giờ nha. Để gì dặn. Ủa khoan, má cho con hỏi má, bây giờ cái người mà con sắp lấy là ở đâu ra vậy? Sao má biết người ta? Trời ơi, con nhỏ này nó ở trên Sài Gòn. Dạ. Má phải nhờ một người mai mối cho con. Chứ nguyên cái làng này là không ai chịu cưới con rồi đó. Tại người ta nói con 3D, người ta đâu có chịu cưới. Má phải đánh lạc hướng, má đi lên tới Sài Gòn. Má mời cái mối này về đây, đảm bảo là người ta thấy con người ta chịu liền là má đi có dâu. Vô. Đó đi không? Con lấy con. Dạ. Dì Hai chào con. Dạ con chào dì Hai. Dì Hai ơi, hôm nay con đến đây con ra mắt dì Hai. Ba mẹ của con dặn con á là phải đến đây thưa gửi đàng hoàng, như vậy mình mới là con gái nết na thùy mị. Dì Hai chào con. Dạ. Hôm nay dì Hai gặp con, dì Hai rất là thích. Tại vì con là một người phụ nữ thùy mị, dạ, nết na, tóc dài. Dạ. Qua đích, à quên lộn, qua mông. Ngực nở, eo thon, tướng đi uyển chuyển. Trời ơi, cái áo dài cam của con đó, dì nhìn tự nhiên dì lên một cái cảm xúc. Sao dì muốn uống nước cam quá hả? Dạ thưa dì, trước khi mà con xuống đây đó, ba má con có dặn á là tới đây mình phải ăn nói nhỏ nhẹ, dạ, thưa gửi đàng hoàng. Và dạ, có nói kỹ với con một vấn đề. Nói vấn đề gì là vậy con? Là phải cẩn thận, tại vì dì Hai rất là vô duyên. Mà bây giờ con mới thấy được ba má con nói đúng. Dạ, con xin lỗi dì. Không sao. Con được cái con thành thật. Dì, dạ, có vô duyên cỡ nào đi chăng nữa, miễn sao mà con với thằng Lực của dì nên duyên là dì vui rồi. Trời ơi, hai em ơi. Dạ. Dì ơi. Ơi. Mọi người biết sao không? Con rất là vui và con rất là hồi hộp vì đây là lần đầu tiên con tới nhà chồng của con. Dạ thưa dì, cho con hỏi chồng con đâu vậy dì? Chồng của con đó hả? Dạ. Nè. Chỉ đàng hoàng, tao không thấy kìa. Dạ. Dạ biết rồi, con cảm ơn dì. Trời ơi, nó dễ thương. Bà nội ơi, bà nội. Bà nội, cái này chồng. Bà nội, chị, cái này chồng em, chị. Chồng chị ngồi mà áo đỏ kia, chị ơi. Dạ. Trời ơi, hết hồn. Tưởng đâu là chưa có được đi vô cưới chồng mà tự nhiên lên bàn thờ rồi. Dì chịu cái chỗ này nè. Con vô duyên qua mặt dì luôn rồi. Dì chịu. Dạ thưa bác, đây là lần đầu tiên con bước chân vào nhà và xin phép bác cho con được thắp cho bác trai một nén nhang. Trời ơi, dì là dì chịu nó rồi đó. Còn chấm con đi đâu. Con hiếu quá. Dạ. Cha nó chết lâu rồi mà dạ, nó còn trả chứ hiếu. Mai mốt dì có nó rồi chắc nó trả một nùi luôn. Có lời, có lời. Dạ. Làm xô. Dạ. Cha. Từng cha má như dần thái dương. Ngọn nhạc dưới tan dưới trôi đầu nguồn. Suốt đời gì có gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già nhau yêu. Cha bỏ con. Trời, ông già ông chết mấy chục năm rồi, tụi bay vô làm gì mà giống như là đám tang à. Thuê vay khóc mướn khóc quá trời. Dạ, quá dạ, luôn thưa, à. Thưa dì Hai, tại có mấy đứa này nó làm con bị liệu. Dì biết mà, dạ, tụi nó lố lắm con ơi, dạ, chứ cho... không phải mà họ đàng hoàng như con đâu. Dạ, cho phép con cắm nhang lên. Con cắm nhang đi. Đổ thừa mình kìa. Tại đụng tới nghề nghiệp mà. Trời ơi, hai con quỷ. Dạ thưa bác trai, hôm nay lần đầu tiên con đến đây, con cắm nhang cho bác trai.
không có hột quẹt nhưng mà con cắm đỡ đốt sao nha bác. Mấy con quỷ thì vô đây múa tùm lum tùm la làm tôi múa theo à. Vợ chồng con bên này đúng, đúng không rồi hai? Nãy giờ lo cho ba rồi, bây giờ con qua con lo cho chồng đi con. Dạ. Đó chồng con đành là đây nè con. Hả? Tài em phải gọi là em. Em nha. Hôm nay em nghe lời cha mẹ em đến đây để mà em thành hôn với anh, anh có vui không? Vui má. Trời ơi cái gì vậy trời. Không có được. Anh ơi, ba mẹ em nói đó, hai đứa mình đám cưới xong á, trong vòng 2 tháng phải có con. Đúng rồi, trời ơi, cái điều này là má thích nhất luôn đó. Con phải có con liền. Má ơi, con làm không được chuyện đó đâu má. Đừng có làm sỉ nhục má như vậy. Không phải con, con nhỏ này cũng làm không được đâu má ơi. Sao vậy nè, anh không được nói gì. Dạ, tôi Hiền Hai. Dì Hai cho phép con gọi Hiền Hai một tiếng má. Nãy giờ con bước vô đây là trong mắt má con đã là con dâu của má rồi. Dạ, nên Dì Hai, cái chuyện mà vợ chồng con có đẻ con được hay không là chuyện của vợ chồng con, mắc mơ gì đến má vậy má? Tại vì má lo, má muốn có dòng giống nối dõi nên má rần rần gì đó. Dạ, má cứ ở đó đi để vợ chồng con tính. Anh ơi, bây giờ mình làm đám cưới gấp đi rồi có con anh nha. Làm đám cưới đi tụi bay. Dì Hai, làm 2 triệu đèn chưa? À, chịu rồi, chịu rồi. Rồi, vậy cái đám cưới này con nói thiệt với chị Hai, con là giai em, con sẽ lo cho chị Hai nguyên một chồng thiệp, con đi giao hết tất cả mọi người. Đúng rồi. Dạ, đó, tụi con ghi thiệp hết rồi. Tụi bay á, cái cảnh này là tao thấy được nhất cả nhà. Dạ, anh lực của con mà. Dạ. Ghi thiệp nè, coi như là lo quần áo cho tụi nó nè. Dạ. Rồi, yên tâm đi, con ghi rồi, anh lực của con sẽ đám cưới với Phan Nhân Tài em. Tự nhiên gì mà lực đám cưới với Phan Nhân Tài em là cầu thủ đá banh mà. Bậy không à? Nó nói lộn rồi đó. À Phượng. Dạ. Dạ, thưa dì Hai, cho con xin phép gọi một tiếng má. Má đây con. Dạ không phải gọi dì Hai. Con gọi hai má này nè. Cái gì vậy hai má? Tụi bay dắt tao vô đây rồi sao hả? Làm nhục tao hay vậy? Hai thằng dân tài em vậy là tụi ghét cái tên nó nhảy. Biết rồi lộn mà, cái lên tên trước khi giải phẫu mà tôi lộn chút xíu mà làm gì vậy? Con đừng có cãi nhau với hai con quỷ cái này nữa. Bây giờ cái tên của con sao? Con cứ lấy chứng minh cho dì, rồi dì đưa cho tụi nó biết, rồi cái chứng nó minh đem chưa nó có con. Chưa lắm. Có. Có luôn hả? Có nhưng mà ngại không có dám đưa. Lấy về rồi hả? Đưa đây coi, tôi chưa coi mà. Đây đây. Dạ, có chứng minh rồi. Tự nhiên cái tên Nguyễn Thị Phượng ở đâu? Cái tự nhiên là Nguyễn Giang Phan Tài em. Ủa cái gì kỳ vậy con? Phan Văn Tài em, tên của bà trước khi bà giải phẫu đó. Cái gì? Thôi mệt quá nói thẳng luôn đi. Dạ thưa má, đây là cái thằng Tài em đi múa đèn chung với con. Tụi con chơi chung với nhau bốn anh chị em. Dạ. Dạ thưa má, con là con có tiền con giải phẫu trước, còn mấy con quỷ này chưa có tiền nó chưa giải phẫu được. Ủa con là con trai giải phẫu thành gái hả? Dạ. Trời ơi, sao trong hình nhìn đàn ông mà râu ria rậm rạp quá mà sao giải phẫu cái mà má nhìn còn không ra. Trời ơi, chứ thông môn biết bao nhiêu tiền trời. Trời ơi, vậy là tao đâu có đơn giản vừa vô làm show bê đê liền đâu mấy má. Đó, thấy dì Hai mê vợ quá, mê vợ cho anh lựa con dắt bả vô nè. Chứ còn á, cái nhỏ con dâu của dì Hai vừa mới tới đầu xóm thôi, nghe nói lấy anh lực bị bóng nó phóng về Sài Gòn liền. Về rồi. Trời ơi, vì quá ra con là con trai hả? Con trai. Vậy là cuối cùng cái đám cưới tính toán quá trời mà không có hả con? Ai nói gì Hai em có? Có cái đám cưới mà. Chuẩn vô trời. Vô đi mấy má ơi, vô đây là mấy má. Ôi, không vô đâu. Đi vô, đi lại cái gì đi vô. Trời ơi, anh Quốc. Đó. Bây giờ anh Lực, anh đã là vợ của người ta rồi. Trời ơi. Trời ơi, ra. Trời. Ai đây? Đây là thầy dạy múa của tụi con. Dạ. Và cũng là người yêu của con. Đúng vậy đó bác. Ôi đi về. Về cái gì? Anh phải mạnh mẽ lên, anh phải bản lĩnh lên. Chứng minh cho mẹ của anh Lực biết là anh xứng đáng làm chồng. Dạ. Thưa má, hôm nay vì tình yêu, con sẽ nói cho má biết con muốn lấy anh Lực làm vợ. Cảnh nhà tôi là hai con bóng râu nó cưới nhau kìa trời.